Kính Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói, lúc bấy giờ, Trung Nhạc thận trọng tiến từng bước vào trong trung tâm của Diệt Thế Ma Hỏa. Tuy hắn từng đến đây một lần nhưng vẫn không dám có bất cứ sự lơ là nào. Ma hồn cấm khu thật sự quá sức nguy hiểm. Lần trước tới đây hắn đã phát hiện ma hồn đang tích tụ năng lượng để phá cấm khu này. Khi ấy ma hồn không phát hiện ra hắn, chỉ thi ma và nhãn ma phát hiện ra hắn. Nhãn ma đã dẫn động một bộ xương trắng thú thần, suýt nữa đã giết hắn. Những bộ xương đó là tọa kỵ của thần ma đã chết ở đây, thật ra chính là yêu thần, thần của yêu tộc. Khi đó, địa vị của yêu tộc không bằng nhân tộc. Cho dù thành thần, cũng chỉ làm tọa kỵ của các thần ma, địa vị rất thấp kém. Thậm chí, có những thần ma địa vị cao đều móc nội đan của yêu thần làm món ăn bày trên bàn tiệc. Sau đó, yêu thần xuất hiện yêu hoàng, giỏi giang, dẫn dắt yêu tộc phản kháng mới nâng cao được địa vị của yêu tộc. Trong tòa cấm khu này, chỉ có một bộ thú thần thi cốt truy sát Trung Nhạc. Nhưng căn cứ số quan khách của thần ma ở đây, nếu một thần một tọa kỵ thì cũng phải có tới 2-3 nghìn yêu thần bồi táng, cộng với quan cách của thần ma ở đây phải có 4-5 nghìn cường giả cấp thần. Các đời môn chủ kiếm môn và ma hồn cấm khu đều là để loại bỏ sức mạnh tích tụ của 4-5 nghìn thần ma yêu tại nơi này, để đảm bảo chúng không phá được cấm khu gây họa cho kiếm môn và đại hoang. Tàn hồn tàn thi của những thần ma yêu này lúc nào cũng muốn tìm được linh của mình, vì thế sẽ gây bạo loạn. Mỗi 10 năm lại chiếm đoạt huyết nhục, linh hồn từ sinh linh khác để tăng cường sức mạnh bản thân. Nếu không trừ bỏ năng lượng tích lũy của chúng, chúng mà phá được ma hồn cấm khu, thần thi ma thi trong đống quan khách kia mà xuất thế thì đó chính là đại họa. Muốn làm được thì cần các đời môn chủ dùng tính mạng để đổi lấy. Trung Nhạc trên đường tới đây không gặp phải sinh vật quỷ dị trong cấm khu như thi ma, thi sa, chắc hẳn đều bị phong xấu trúc tiêu diệt. Thực lực của chúng không mạnh, cũng chỉ tương đương với luyện khí sĩ phổ thông, căn bản không thể nào chống lại được uy năng của phong xấu trúc. Thật sự lợi hại chính là đám thi ma, thi xe đó đều là một phần của thú thần thi cốt. Thú thần thi cốt không có huyết nhục, thi ma thi xe tạo thành huyết nhục của chúng, giúp chúng có thể phát huy sức mạnh của nhục thân yêu thần. Ma hồn cấm khu là nơi mai táng thần, ma, yêu. Nó là cấm khu, mộ huyệt, thế nhưng thật ra là một nơi phong ấn. Phong ấn đám thần ma yêu kia, chúng bị nhốt ở đây, phong ấn giống như một nửa quả cầu úp xuống vậy. Trung Nhạc nhớ kỹ lại những gì đã được thấy tại Hắc Sơn, hắn nghĩ bụng. Nửa quả cầu này là phong ấn rộng đến nghìn dặm, trên đó lại có một không gian phong ấn khác nữa. Bên trong phong ấn là linh của những thần ma kia, mà không gian phong ấn là hình cầu, độc lập bên ngoài cấm khu, còn tế đàn là không gian phong ấn thứ ba. Trên không gian hình cầu này cũng là một không gian độc lập khác. Từ cấm khu của kiếm môn tới tế đàn là phải vượt qua 3 tầng phong ấn. Ngay cả tàn hồn của thần ma ở đây cũng không thể đột phá được 3 tầng phong ấn này. Kẻ đã lấy đi thanh linh làm thế nào để phá giải 3 tầng phong ấn này đây? Hóa thân của Phong Vô Kỵ là bộ lão tiên sinh vào trong sân thể từ trên kiếm môn sơn, tìm được không gian có tế đàn, đi con đường khác với kẻ đã lấy cắp thánh linh. Theo những gì Trung Nhạc đã trải qua dưới Hắc Sơn, bên trong kiếm môn chắc cũng có một vị thần nhân tương tự yêu thần Minh Vương phụ trách trấn thủ ngôi mộ táng này. Yêu thần Minh Vương thật ra là người canh mộ Hắc Sơn. Trong kiếm môn sơn chắc cũng có một vị canh mộ đã chết, tu vi thực lực của hắn có lẽ tương đương với yêu thần Minh Vương. Có lẽ Phong Vô Kỵ biết một số bí mật mà môn chủ kiếm môn cũng không biết được. Cầm thủ ấn vào trong nội bộ kiếm môn, tìm được người canh mộ đó, từ đó tìm tới tế đàn. Chỉ là hắn đã tới muộn một bước rồi, bị kẻ khác nưỡng bắt tay trên. Muốn từ ma hồn cấm khu vào tế đàn, ngay cả Tân Hỏa cũng không làm được. Lần trước Tân Hỏa chỉ điểm
cho Trung Nhạc rời khỏi ma hồn cấm khu là nhờ phong ấn lỏng lẻo, sức mạnh phong ấn không mãnh liệt như trước. Muốn từ ma hồn cấm khu đột phá các tầng phong ấn là việc cực kỳ khó khăn. Trên đường, Trung Nhạc thấy dấu vết chiến đấu cực kỳ ác liệt, thậm chí trên bức vách thịt đỏ au của cấm khu còn để lại vết thương mãi không lành. Số vết thương này có lẽ do phong số trúc để lại, nhưng có một số còn lan tỏa ra thần uy, có lẽ là bộ thú thần tiêu cốt khoác lên thi ma thi xe và nhãn ma gặp phong số trúc tại đây. Trong thần thi bạo phát thần uy, ác chiến một trận. Hắn nhìn quanh, không thấy thú thần thi cốt. Phong số trúc giết thú thần thi cốt ở đây. Sau khi những bộ thi cốt đó bị tách rời, có lẽ bị bức vách thịt nuốt chửng, đưa tới cấm khu ôn dưỡng, đợi tích đủ năng lượng sẽ trở lại như cũ. Môn chủ kiếm môn đời thứ 14, Hữu Ngu Thị, Ngu Thiên Nhai, cảm thấy thọ mệnh sắp tấn, cầm kiếm vào cấm khu. Trung Nhạc tới trước thi cốt của vị môn chủ đời thứ 14, nhau mắt nhìn dòng chữ trên đất, cúi mình bái thi cốt của Ngu Thiên Nhai, cung kính thu thi cốt của hắn vào nguyên thần bí cảnh. Hắn chuẩn bị đưa thi cốt các đời môn chủ ra khỏi cấm khu mai táng cùng với lão môn chủ. Lần trước tới đây, hắn không đủ thực lực để đưa thi cốt các môn chủ đi, Trung Nhạc cũng không nghĩ hắn có thể sống sót được. Còn lần này, hắn định đem thi cốt của tất cả các đời môn chủ ra khỏi cấm khu để luyện khí sĩ kiếm môn biết được sự hy sinh của các môn chủ cho kiếm môn. Hắn tiến về phía trước, phát hiện nhiều dấu vết chiến đấu hơn, ác liệt hơn, có nơi vách thịt cũng bị nát vụn, lộ ra thân thể đỏ au. Trên sân thể phủ đầy phong ấn thần ma, đồ đằng văn cổ xưa vẫn đang lưu chuyển, phong ấn nơi này không hề bị tổn thất. Phong trưởng lão thật sự kiên trì được tới lúc này sao? Trung Nhạc nhìn mà thấy kinh hãi. Từ những dấu vết kia thì phong số trúc đã bị tới mấy chục bộ xương thú thần bao vây. Đám thi ma thi xe và nhãn ma tuy rất yếu, nhưng sức mạnh nhục thân thú thần mà chúng dẫn động lại rất khả quan. Phong số trúc muốn chiến thắng không hề dễ dàng, rất có thể sẽ phải trả giá đắt. Hắn tiếp tục tiến lên, có tới mấy chục chiến trường lớn nhỏ như vậy, có nghĩa là trong thời gian 19 ngày này, phong số trúc đã trải qua mấy chục trận ác chiến, không hề có thời gian để nghỉ ngơi, dọc đường chiến đấu không ngừng nghỉ. Tim Trung Nhạc trùng xuống, chiến đấu với tần suất ác liệt như vậy, không hề nghỉ ngơi, đừng nói là một vị lão nhân, cho dù là thanh niên trai tráng cũng không chịu nổi. Nhưng phong số trúc lại kiên trì được, hơn nữa vẫn còn đang tiến lên phía trước, trừ bỏ đám thú thần thi cốt làm tiêu giảm năng lượng của cấm khu. Trung Nhạc trên đường không gặp bất cứ thi ma, thi xe hay nhãn ma nào, chắc hẳn đều đã bị phong số trúc tiêu diệt. Thi cốt của các vị môn chủ khác cũng được hắn cất vào nguyên thần bí cảnh. Một lúc lâu sau, cuối cùng Trung Nhạc cũng tới trung tâm của cấm khu, cũng chính là trung tâm ở giữa lòng đất kiếm môn. Trong sân động rộng lớn, vô số sợi huyết quản khổng lồ xuyên qua bốn bề vách thịt, giống như những đường thông đạo nối liền mọi nơi, cố định quả tim khổng lồ kia ở giữa không gian. Quả tim đó đập chậm rãi mà mạnh mẽ, nhưng thi ma thi xe ở trên huyết quản đều đã biến mất. Nhãn ma trên không trung cũng không còn lại nhiều nữa. Nhãn ma ít ỏi hô xúc tu trong không gian chỉ còn lại vài trăm cái. Điều khiến Trung Nhạc thế lạ đó là lần trước hắn tới đây, không trung còn có các lá cờ lan tỏa ra thần uy, nhưng giờ cờ đều đã biến mất. Đột nhiên một cái nhãn ma phát hiện Trung Nhạc, nó mở ra, phát ra tiếng kêu chói tai, rồi vô số những quả nhãn cầu khác vù vù bay tới, nối với nhau giống như một đám mây đen ập về phía Trung Nhạc. Tất cả nhãn ma đều mở mắt, con mắt đỏ rực như thép nóng ở trên lửa, bắn ra vô số tia sáng về phía Trung Nhạc. Chỉ còn lại số nhãn ma này thôi sao? Trung Nhạc ngẩng lên, mở hai mắt bắn ra tinh quang, hai chùm sáng, một màu kim một màu trắng bắn lên không trung, phụt phụt phụt, tiêu diệt đám nhãn ma kia. Máu từ trên trời rơi xuống như mưa, toàn bộ nhãn ma bị âm dương nhị khí hủy diệt. Nếu là trước kia gặp phải đám nhãn ma này thì Trung Nhạc chắc chắn sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng giờ hắn đã là một trong những luyện khí sĩ mạnh nhất trong cảnh giới linh thể cảnh, ứng phó đám nhãn ma này cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, số nhãn ma này uy lực mạnh nhất là khi ký sinh ở trên thú thần thi cốt. Giờ không có thú thần thi cốt thì thực lực của chúng sẽ bị giảm mạnh. Trung Nhạc nhìn quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, cúi xuống thì đột nhiên thở dài, nước mắt rơi. Phía dưới, đến mấy nghìn cỗ quan quách đứng sừng sững, quan tài đen cao tới nghìn trượng. Bên dưới, la liệt thú thần thi cốt, các loại xương thú thần chất thành núi. Đám thú thần thi cốt bị phong số trúc tiêu diệt có lẽ đều được chuyển tới đây.
trong số các cỗ quan tài đen kia là thi thân của thần ma. Ma hồn chính là tàn hồn còn lại trong số thi thân thần ma này. Lúc này đây, vị trí của đám quan khách đã khác với vị trí mà lần trước Trung Nhạc tới. Chúng xếp thành các vòng tròn từ to đến nhỏ lồng vào nhau. Trung Nhạc nheo mắt nhìn, thấy có một bộ xương đứng thẳng chống kiếm đứng trong vòng vây của các cỗ quan tài. Phong Dấu Trúc đã chết trong trận chiến này. Ma hồn cấm khu yên tĩnh như vậy là có liên quan tới lão đã liều chết huyết chiến. Vị trưởng lão này bị quan quách bao vây tại đây, chắc hẳn ma hồn từ trong quan quách tràn ra vây khốn Phong Dấu Trúc trong vòng vây đại trận. Giống như các môn chủ đã chết ở đây, huyết nhục của Phong Dấu Trúc đều bị cấm khu thôn phệ, chỉ còn lại xương trắng. Trung Nhạc từ xa bé lại, tế bằng vũ kim kiếm đáp xuống, định để kim kiếm xuống lòng đất bên dưới thi cốt của Phong Dấu Trúc rồi đưa đi. Nhạc tử tứ, khoan đã nào. Tân Hỏa đột nhiên căng thẳng nói, thực lực của Phong Dấu Trúc không đủ, không loại bỏ được hoàn toàn sức mạnh của đám ma hồn này. Nếu ngươi vận chuyển thi cốt của hắn đi, chắc chắn sẽ kinh động tới ma hồn. Ma hồn tỉnh lại thì ngươi sẽ nguy đấy. Trung Nhạc cầm chắc bằng vũ kim kiếm, lấy cây đèn đồng trong nguyên thần bí cảnh ra. Tú thần nội đan trong mi tâm cũng bay ra nói, thì cốt của Phong trưởng lão không thể chôn tại đây được, dù thế nào ta cũng phải mời ngài ra khỏi cấm khu cùng hậu táng với các môn chủ khác kia. Tân Hỏa nhắc nhở nói, thú thần nội đan của ngươi chỉ còn lại một nửa, nếu như tiếp tục dùng tới e là nó sẽ cạn kiệt. Thú thần nội đan, nó có thể sánh được với thi cốt các đời môn chủ của kiếm môn hay sao? Trung Nhạc điều khiển bằng vũ kim kiếm bay xuống, nhẹ tựa lông hồng, tới chính giữa các cỗ quan quách, đáp xuống bên cạnh thi cốt của Phong Số Trúc, giống như một con thuyền nhỏ nhấc thi thân Phong Số Trúc rồi bay lên cao. Cạch cạch, các cỗ quan quách đột nhiên rung chuyển, nắm quan tài mở ra một khe hở. Từ bên trong thỏ ra một bàn tay lớn màu xanh mọc đầy lông, móng tay dài tới mấy chục trượng, đẩy nắp quan tài ra sang một bên. Cạch cạch, các cỗ quan tài lay động, nắp quan tài lần lượt được mở ra. Trung Nhạc tăng tốc thu bằng vũ kim kiếm về. Bằng vũ kim kiếm vừa động thì các cỗ quan tài cũng lập tức bay lên theo. Từ dưới lòng đất bay lên, lách ca lách cách kêu không ngừng nghỉ. Có thêm nắp quan tài được mở ra, độ mở càng ngày càng rộng. Số quan tài này không rời khỏi bằng vũ kim kiếm, cứ như đã dính chặt lấy nó vậy. Thực lực của Phong Dấu Trúc vẫn là không bằng lão môn chủ. Lão liều chết chiến đấu, vẫn không thể tiêu hao hết sức mạnh của cấm khu. Ma hồn trong những cỗ quan tài kia vẫn giữ được sức mạnh rất lớn. Một luồng hắc phong đột nhiên phun ra từ trong một cỗ quan tài, âm phong phù vù. Hắc phong cùng với mùi hôi thối thấp thoáng có thể thấy, trong quan tài có một đôi mắt đang mở. Những cỗ quan tài khác cũng thổi hắc phong, dường như có thứ gì đó bên trong đang thở vậy. Trong quan tài tối đen như mực, dường như có các đôi mắt đang nhìn ra ngoài, thật khiến cho người ta phải lạnh tóc gáy. Lộc cộc, lộc cộc. Các con mắt chuyển động, không phải nhìn bằng vũ kim kiếm, mà là nhìn Trung Nhạc đứng trước huyết quản. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cây đèn đồng xoay chuyển, kích phát thú thần nội đan. Uỳnh uỳnh. Không gian lập tức đổ sập, cây đèn đồng của Tân Hỏa hút sạch không gian phía dưới, khiến cho nó không ngừng sụp đổ. Bên trong đèn đồng, tốc độ xoay chuyển của tinh hà ngày một nhanh, hút các cỗ quan tài kia vào trong ngọn đèn. Hàng mấy nghìn cỗ quan tài chấn động, bên trong phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, khủng bố đến cực hạn. Không gian biến dạng, quan tài cũng biến dạng, không thể chống lại sức hút của ngọn đèn đồng. Đột nhiên trên quả tim kia hiện lên các loại đồ đằng thần cấp, rầm một tiếng, chấn động ác liệt. Không gian biến dạng phía trước ngọn đèn lập tức vỡ vụn, sơn thể bị chấn động lắc lư không ngừng, sơn thạch tung tóe. Các cỗ quan tài thoát khỏi hấp lực của đèn đồng, từ trên không trung mà rơi xuống dưới. Phía trên ngọn đèn đồng, thú thần nội đan bị chấn động, rắc một tiếng, bề mặt lập tức xuất hiện chi chít vết nứt. Uy năng của trái tim kia vô cùng đáng sợ, tuy chấn động không thể gây tổn thương gì tới ngọn đèn đồng, thế nhưng thú thần nội đan thì suýt chút nữa đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, thanh kiếm lớn đâm xuyên quả tim kia bùng sáng, kiếm khí đáng sợ từ bên trong quả tim bắn ra xung quanh. Quả tim lập tức bị kiếm quang đâm cho thủng lỗ chỗ, thần huyết đổ như thác, không thể chấn động lần thứ hai. Trung Nhạc đứng trên huyết quản nhìn vào kinh hãi, cảm giác kiếm khí sắc bén xuyên qua huyết quản dưới chân của mình. Kiếm khí khủng bố đó như cắt đứt huyết quản, khiến cho hắn thậm chí cảm giác được
chỉ cần kiếm khí lộ ra một chút xíu thôi thì hắn cũng sẽ bị cắt thành vụn. Kiếm khí thật kinh người. Trung Nhạc vội vàng thu bằng vũ kim kiếm về, cất cả bằng vũ kim kiếm và thi cốt của Phong Số Trúc vào trong nguyên thần bí cảnh. Kiếm khí càng thêm hung mãnh, gần như nhất quyết muốn dồn quả tim kia vào đường cùng, muốn chém quả tim tan tành. Kiếm quang càng thêm chói lòa. Trong huyết quản, kiếm khí giống như dòng chảy cuồn cuộn. Trung Nhạc lập tức cảm nhận được huyết quản giống như cự long vặn mình dãy giụa, đẩy hắn bật lên, thân thể cũng không ngừng chấn động, đá vụn rơi như mưa. Những cỗ quan tài đen kia cũng không rơi xuống nữa, tất cả đều bay lên, giống như những tấm bia lớn sừng sững cao nghìn trượng, vây quanh Trung Nhạc và quả tim kia. Nguy rồi, hình như ta đã động phải phản ứng liên hoàn nào đó rồi. Trung Nhạc nhìn mà nổi da gà, vội khởi động thú thần nội đan. Chỉ nghe bù một tiếng, thú thần nội đan nổ tung, thú thần tinh khí biến thành một con long tương trên không trung, bay về hướng ngọn đèn đồng. Uy năng của ngọn đèn thêm khủng bố, dẫn lực bóp méo không gian, khiến cho không gian mênh mông dưới lòng đất nhanh chóng nhỏ lại. Các cỗ quan tài ở xung quanh liên tục tiến về hướng đèn đồng, sắp bị kéo vào bên trong đèn. Đây đúng là phản ứng liên hoàn. Trung Nhạc dùng bằng vũ kim kiếm nhấc tia cốt cả Phong Số Trúc lên. Bằng vũ kim kiếm gây lên phản ứng của ma hồn trong quan tài. Ma hồn phản ứng lại khiến cho Trung Nhạc dùng tới ngọn đèn đồng của Tân Hỏa. Uy năng của đèn đồng lại khiến cho quả tim khổng lồ kia bất an. Quả tim khổng lồ và thanh kiếm này rõ ràng có sự đối địch. Quả tim đột nhiên đập dữ dội khiến dẫn lực của đèn đồng vỡ tan. Khi uy năng của quả tim bạo phát là lúc lực phòng ngự của nó yếu nhất. Thanh thần kiếm lại tranh thủ lúc đó chém xuống quả tim, muốn chém nát nó. Ma hồn trong quan tài lại đối địch với quả tim và thanh cự kiếm. Quan tài bay lên muốn tiêu diệt cự kiếm và quả tim. Thú thần nội đan vỡ vụn biến thành tinh khí, khởi động đèn đồng. Quan tài chấn áp quả tim và thanh thần kiếm. Kiếm khí thần kiếm phá hủy quả tim từ bên trong. Quả tim lại tự chấn động phá vỡ thần uy của ngọn đèn đồng. Đèn đồng lại muốn hút quan tài vào bên trong mình. Cảnh tượng này bỗng trở nên hỗn loạn, không thể dọn dẹp. Chuỗi phản ứng này, các mắt xích móc nối với nhau, e rằng mắt xích yếu nhất ở đây chính là Trung Nhạc. Nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ Trung Nhạc sẽ tan thành tro bụi. Mà lúc này, quần thể kiếm sơn môn đang chấn động không ngừng, giống như là có một trận động đất vậy. Các vị cường giả kiếm môn bay lên trời, kinh hãi nhìn xuống. Kiếm môn sơn chấn động ác liệt, có ngọn núi đã nhổ hẳn lên, có ngọn núi lại tụt xuống, vô cùng cổ quái, giống như dưới lòng đất có cự thú đang làm mưa làm gió vậy. Mau, mau chấn áp quần thể núi nào. Quân Tư Tà hạ lệnh, đông đảo các vị trưởng lão, đường chủ kiếm môn liền khởi động các tòa đại điện, uy năng bạo phát chấn áp những ngọn núi ở trong kiếm môn sơn. Kiếm môn kim đỉnh, Quân Tư Tà và các vị trưởng lão cũng chấn áp kim đỉnh. Thủy Tử An cũng mời các vị cự phách, cự đầu ra tay chấn áp. Nhưng địa chấn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có những ngọn núi phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện những khe nứt kinh hãi. Các ngọn núi bị chấn động tách thành những khe vực sâu hun hút, có thể thấy phía dưới có huyết nhục đang nhu động ở dưới đó, vô cùng khủng bố. Rốt cuộc giữa lòng đất kiếm môn đã xảy ra chuyện gì vậy? Các vị trưởng lão đường chủ sắc mặt kịch biến. Phong ấn giữa lòng đất lại bị lỏng lẻo lần nữa sao? Lẽ nào phong trưởng lão không chịu bỏ được đám ma hồn đó sao? Quân Tư Tà lúc này sắc mặt cũng sáng tối bất định, nhìn đám huyết nhục dưới khe nứt kia, cầm đại tự tại kiếm khí trong tay, thầm nghĩ: nếu Phong Số Trúc trưởng lão không dẹp loạn được thì chỉ tân môn chủ ta phải xuống một chuyến rồi, chỉ e ta đi sẽ không thể sống trở về. Nhưng cho dù ta có chết đi thì cũng có phương kiếm khác kế nhiệm, kiếm môn sẽ không sụp đổ. Mà vào lúc này, bên dưới không gian ma hồn cấm khu chấn động liên hồi. Quan tài, quả tim khổng lồ, thần kiếm và ngọn đèn đồng, bốn mắt xích này va đập liên hồi, công phá lẫn nhau. Trung Nhạc đứng dưới ngọn đèn có phần bất lực nói: ta chỉ muốn đưa thi cốt của Phong Số Trúc trưởng lão về mà thôi. Lúc này tinh khí trong thú thần nội đan đã sắp bị ngọn đèn đồng dùng cạn. Nếu tinh khí cạn kiệt, đèn đồng không thể tiếp tục hoạt động được nữa, mắt xích Trung Nhạc sẽ bị phá, chỉ e rằng hắn sẽ chết một cách thê thảm. Đột nhiên tại đỉnh cong của không gian dưới đất hiện lên hình vô số lá cờ được khảm trên đỉnh, xuyên qua sơn thạch và chư thần đồ đằng phong ấn. Các lá cờ này tạo thành một trận pháp kỳ dị, không ngừng xoay chuyển quanh thần kiếm. Thanh thần kiếm đó bị chấn áp uy năng, dần dần đã trở nên yên lặng.
quả tim kia cũng dịu lại, không còn khủng khiếp như trước nữa. Các cỗ quan tài như tiêu hao hết năng lượng, từ trên không rơi xuống đất rầm rầm. Năng lượng tích tụ của ma hồn cấm khu đã cạn kiệt rồi, muốn bạo phát lần nữa có lẽ phải đợi 500 năm. Trung Nhạc thở phào, thú thần nội đan của hắn đã vỡ vụn, không còn tồn tại nữa, khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đã mời được thi cốt phong số trúc trở về, hắn cũng thấy tất cả rất đáng. Tân Hỏa ngẩng lên, nghi hoặc nói: "Những lá cờ kia ở đâu ra vậy?" Trung Nhạc quan sát những lá cờ kia, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng chúng bị kẻ vào cấm khu đánh cắp thánh linh đem đi rồi, không ngờ vẫn còn ở đây. Số cờ này có lẽ là pháp khí phong ấn thông qua chư thần đồ đằng, cũng là bảo vật dùng để chấn áp những dị động ở cấm khu này. Trung Nhạc tim khẽ run lên nói: "Kẻ kia vào cấm khu này có lẽ dùng những lá cờ này đã vào trong đồ đằng phong ấn của chư thần, từ đây vào trong phong ấn của chư thần chi linh, sau đó lại vào không gian có tế đàn lấy đi thánh linh. Hắn đã thông con đường nối liền ba không gian, thánh linh ở ngay trước mặt hắn, hắn điều khiển những lá cờ này hẳn là cũng có thủ đoạn tương ứng để lấy đi thánh linh." Tân Hỏa mắt sáng trưng nói: "Ngôi mộ này là mộ bồi táng của Tịch Tà Thần Hoàng, những thần ma này đều là đối tượng bồi táng cả, biết rõ nơi này là như vậy, thậm chí có thể dùng những lá cờ kia, chỉ có hậu nhân của Tịch Tà Thần Hoàng mà thôi. Đột nhiên ta nhớ tới cái tên tiểu tử ngươi gặp ở Hòa Đô Thành kia." Trung Nhạc gật đầu, nhớ tới người thanh niên tiến 10 dặm ngoài Hòa Đô Thành, hậu nhân Tịch Tà Thần Hoàng. "Tịch Tà là hậu nhân của Tịch Tà Thần Hoàng, lẽ nào hắn vào cấm khu dưới lòng đất kiếm môn ta đánh cắp thánh linh sao? Nhưng hắn có vẻ không nhiều tuổi, tu vi cũng chỉ mới là linh thể cảnh, liệu có bản lĩnh đó không?" Trung Nhạc vẫn có chút khó hiểu, Tịch Tà Thần Hoàng bỏ nhiều công sức bồi dưỡng thánh linh như vậy, lẽ nào chỉ để tạo phúc hậu nhân thôi sao? Tịch Tà Thần Hoàng thậm chí còn không tiếc bồi táng hết thảy thần ma dưới trứng của mình, chắc chắn không đơn giản là để tạo phúc cho hậu nhân. Hắn ở vị trí tổ hoàng lâu như vậy, mưu đồ cực lớn, lục đạo giới mà có tổ tinh, ngay 6 vòng luân hồi cũng đều bị hủy diệt, trở thành phế địa. Mục đích của hắn có lẽ là đế tàng mà các đời thiên đế trở về tổ tinh khi về già. Chỉ là thọ nguyên của hắn đã tới, nên mới tạo ra 5 khu bồi táng là Đông Nam Tây Bắc và Đại Hoang. Vậy thì mục đích của hắn chính là hồi sinh, làm lại sự nghiệp chưa xong rồi. Trung Nhạc đột nhiên nói: "Tân Hỏa, thần linh có thể hồi sinh được không?" Tân Hỏa nghĩ một lúc nói: "Thiên Tượng Lão Mẫu chiếm đoạt nhục thân của người khác kia cũng tính là hồi sinh. Ta chỉ biết có cách chiếm đoạt nhục thân này, nhưng tỷ lệ thành công không cao, dễ bị hủy diệt cả xác lẫn thần. Phong Hiếu Trung từng nói tới 6 vòng luân hồi hình như có cách hồi sinh, chỉ là hắn cũng không nói rõ cụ thể ra sao, ta cũng không biết được." Trung Nhạc đành gạt chuyện này sang một bên nói: "Vẫn là đợi khi nào gặp Phong Hiếu Trung hỏi kỹ lại hắn vậy, không biết giờ hắn còn phát điên hay không. Tân Hỏa, trong 5 cấm khu đều có một quả tim, 5 quả tim này là từ đâu mà có vậy?" Tân Hỏa lắc đầu nói: "Không phải 5 mà là 6 quả." "6 quả ư?" Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi: "Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang và Đại Hoang, 5 ngôi mộ, 5 quả tim mới phải, tại sao lại là 6 vậy?" "Còn có một quả tim, có lẽ ở trong bộ chính của Tịch Tà Thần Hoàng. Ở đó chắc cũng có một thánh linh nữa, là thủ lĩnh của 5 thánh linh còn lại." Ngọn lửa nhỏ lay động nói: "Còn những quả tim này từ đâu mà có thì ta không biết được. Người nghĩ liệu có phải của Tịch Tà Thần Hoàng không?" "Tịch Tà Thần Hoàng có 6 quả tim được sao?" Trung Nhạc chán nản đột nhiên nói: "Lục thánh linh liệu có liên quan tới 6 vòng luân hồi hay không đấy?" Hắn bật cười lắc đầu nói: "Ta quá nhạy cảm rồi, nghe đến 6 là bất giác nghĩ ngay tới 6 vòng luân hồi. Tân Hỏa, người có cách nào vào tầng không gian thứ 2 thứ 3 không?" Thật ra ngoài 2 không gian đó còn có tầng không gian thứ 4 nữa, đó mới là nơi Trung Nhạc định tìm tới. Đó chính là nơi ở của người canh mộ của ngôi mộ bồi táng này. Bí cảnh Hắc Sơn là nơi yêu thần Minh Vương, người trấn chủ mộ bồi táng Hắc Sơn. Hắc Sơn có thì Kiếm Môn Sơn chắc chắn cũng phải có. Trong bí cảnh Kiếm Môn chắc chắn có gia tài giá trị, thậm chí còn giá trị hơn ở trong bí cảnh Hắc Sơn.
gia tài trong bí cảnh Hắc Sơn đã bị kẻ to lớn bỏ ra dưới lòng đất kia khoáng sạch sẽ, giá trị bí cảnh không lớn. Còn bí cảnh kiếm môn thì chưa bị động tới, nếu tìm được chắc chắn sẽ có rất có ích cho kiếm môn. Mà hóa thân bổ lão tiên sinh của Phong Vô Kỵ cầm thụ ấn môn chủ vào sâu trong kiếm môn sơn, chắc hắn đi theo đường bí cảnh kiếm môn. Chắc chắn hắn không kịp lấy đi số gia tài đó, nên Trung Nhạc mới muốn nhân cơ hội này tìm ra bí cảnh. Tân Hoảng ngẩng lên quan sát nói, với ta thì không quá khó khăn. Hắn đã dùng những lá cờ kia chống lại trận pháp, tạo thành đường đi. Chúng ta chỉ cần vào trong trận pháp là có thể tới thẳng tế đàn. Trung Nhạc lập tức động thân bay lên cao, theo sự chỉ điểm của Tân Hỏa, thận trọng động vào trong đồ đằng phong ấn trên đỉnh cong. Lập tức xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, thân hình của hắn dần dần hòa lẫn vào sơn thạch, đầu đã chìm vào trong sơn thạch. Một lúc sau, quá nửa người Trung Nhạc đã chìm vào núi, chỉ còn lại hai cái chân bên ngoài. Không lâu sau, cả người của hắn chìm vào trong sơn thạch, biến mất khỏi lòng đất. Lúc này kiếm môn sơn đã không còn rung chuyển nữa. Quân Tư Tà triệu tập 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội tới bàn bạc. Trong kiếm môn sơn chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi, không thể không kiểm tra. Giờ đã có thủ ấn môn chủ ở trong tay, chư vị hãy cùng ta vào trong kiếm môn sơn để kiểm tra một lượt. Nhưng ta mới trở thành môn chủ, vẫn chưa rõ cấu tạo bên trong kiếm môn sơn, vẫn cần các chư vị chỉ điểm cho. 10 vị trưởng lão cùng gật đầu đồng ý, lên tiếng nói. Hóa thân của Phong Vô Kỵ đem theo thủ ấn xuống lòng đất kiếm môn. Hắn là kiêu hùng, giàu hoạt, thâm hiểm, rất nguy hiểm với kiếm môn ta. Khó đảm bảo hắn sẽ không giở trò ở dưới kia. Lần này kiếm môn có động đất, chắc chắn có liên quan tới hắn. Giờ thủ ấn đã về tay môn chủ, chắc chắn phải xuống lòng đất xem sao. Thủy Tử An giờ đã là đại trưởng lão của trưởng lão hội, biết rất nhiều bí mật, lập tức dẫn mọi người vào kim đỉnh, mời Quân Tư Tà tế thủ ấn môn chủ. Nơi thủ ấn chiếu sáng, đại điện tách ra, xuất hiện một thông đạo dẫn tới lòng núi. Bên trong kiếm môn sơn, cơ quan trùng trùng điệp điệp, là phong cấm chính tay môn chủ đầu tiên sắp đặt. Ải đầu tiên là kiếm linh và thần linh, nếu không có thủ ấn thì sẽ bị tấn công. Bên trong kiếm môn sơn ẩn tàng rất nhiều bí mật, ngay cả môn chủ đầu tiên cũng không phát hiện hết được. Thủy Tử An trầm giọng nói, Quân Tư Tà tuy là môn chủ nhưng cũng là lần đầu tiên vào lòng núi, đối với nơi này rất xa lạ. Mọi người đi xuống bậc thang, đi hơn 10 dặm, cả chặng đường nhờ có thủ ấn giải trừ các tầng phong cấm, đều là phong ấn các đời môn chủ kiếm môn sắp đặt, phía trước càng ngày càng rộng. Đột nhiên lòng núi trống rỗng, 7-8 dặm liền trống hoắc, không biết bị ai đào rỗng. Nhưng trong đó có một lưỡi kiếm khổng lồ đứng sừng sững, cắm hướng xuống dưới, không biết mũi kiếm cắm tới chỗ nào. Thần uy của thanh kiếm thu vào trong, thỉnh thoảng trên thân đao sáng như gương lại xuất hiện đồ đằng văn vô cùng phức tạp, huyền ảo, người khác nhìn mà như đọc sách trời vậy. Thanh kiếm này vô cùng hoành tráng, cho dù họ đều là những nhân vật tuyệt đỉnh của kiếm môn, thậm chí đã từng thấy đại tự tại kiếm khí, thế nhưng cũng không khỏi thấy hoa mắt, chấn kinh. Nghe lão môn chủ nói, đây là thân kiếm mà môn chủ đầu tiên đào được. Lão nhân gia đào tới đây, thường thế tái phát, tự cảm thấy mệnh không còn được lâu, liền phong ấn chui thanh kiếm ở chấn phong đường. Nếu môn chủ tới chấn phong đường thì có thể thấy chui kiếm to tới mức khó tin. Thủy Tử An dẫn mọi người tiếp tục đi xuống nói, môn chủ đầu tiên đã dặn dò không được động tới thanh thần kiếm này, nhưng bên trong kiếm môn sơn còn ẩn chứa không ít bí mật, trong đó còn có 3 tầng bí cảnh. Mấy đời môn chủ sau đó cũng đã thử đào xuống, thế nhưng không được bao lâu thì đều gặp trở ngại. Họ gặp phải tường chắn bên ngoài của một tòa bí cảnh. Mọi người cứ đi xuống tiếp, không biết bao lâu sau thì Quân Tư Tà thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một lớp chắn đồ đằng văn dày cộp giống như mặt nước vắt qua vậy. Chính là ở đây, vị thần đã để lại tòa bí cảnh này vô cùng cường đại. Bức tường đồ đằng của bí cảnh chặn đường vào, không thể vào trong bí cảnh được. Thủy Tử An nói, các đời môn chủ cũng từng tới nơi này, thế nhưng không thể vào trong được. Đồ đằng văn của bí cảnh rất kỳ lạ, chẳng ai phá giải được. Từ bên ngoài phá bức tường bí cảnh này cực khó, có lẽ phá từ bên trong sẽ dễ dàng hơn nhiều. 10 vị trưởng lão cũng không ít người là lần đầu tiên tới bí cảnh này cùng nhau quan sát, thấy bức tường đồ đằng văn giống như dòng thác phân thành mấy chục tầng, còn thấp thoáng thấy cảnh tượng bên trong bí cảnh.
chỉ là phong ấn trùng điệp, mơ hồ không rõ. Hóa thân của Phong Vô Ký là bộ lão tiên sinh, chính là cầm thủ ấn tới đây, chắc chắn hắn đã đi vào trong bí cảnh. Quân Tư Tà trầm ngâm nói, có lẽ Hiếu Mang thần tộc có bí pháp vào được nơi này. Ồ, ở đây có dấu vết phủ văn thiêu cháy này. Bỗng Lôi Sơn trưởng lão có phát hiện nói, mọi người tiến lại, thấy mặt đất có bụi tro khi phủ văn bị thiêu rụi. Trong bụi tro vẫn còn thần y, hiển nhiên bổ lão tiên sinh cầm thụ ấn từ bên trong kiếm môn tới đây, tế phủ văn và mở bí cảnh ra. Mọi người đều trùng xuống, các đời môn chủ đều chưa từng mở được bí cảnh mà lại bị Hiếu Mang thần tộc mở ra. Đây là đả kích cực lớn đối với bọn họ. Quân Tư Tà cười nói, hóa thân của Phong Vô Ký đã bị ta giết rồi, không hề có thứ bên trong bí cảnh, chư vị có thể yên tâm. Nhưng Hiếu Mang thần tộc đúng là rất đáng sợ, lại có được thứ phủ văn này. Có lẽ loại phủ văn này không phải do thần bình thường viết ra. Mười vị trưởng lão đều có phần nặng nề. Hiếu Mang thần tộc quả thật đáng sợ, không hề vì đại tế tư chết đi mà suy bại. Giờ Phong Vô Kỵ đã trở thành đại tế tư, Phong Vô Kỵ còn là thổ diệu linh thể, sau này thần tộc này có lẽ sẽ càng ngày càng cường đại hơn. Quân Tư Tà tế đại tự tại kiếm khí chém bức tường đồ đằng kia. Nàng đã tu luyện được sơ bộ đại tự tại kiếm khí, có thể dùng cộng với tu vi của cự phách. Một kiếm này vô cùng bá đạo, nhưng một kiếm của nàng đánh xuống bức tường đồ đằng như ngọn thác kia phá được hơn chục tầng thì sức mạnh cạn kiệt. Quân Tư Tà sợ thần kiếm rơi vào trong, vội vàng thu thần kiếm về. Có tất cả 64 tầng, môn chủ đời thứ hai là mạnh nhất trong các đời môn chủ cũng chỉ phá được hơn 50 tầng. Thủy Tử An mắt sáng lên nói, môn chủ là thủy diệu linh thể, không biết có thể tham ngộ ra đồ đằng văn thủy hệ này để mở bí cảnh hay không. Sau lưng của Quân Tư Tà hiện ra thủy diệu chân linh, đầu rắn thân người, chân đứng trên hai con hắc long, cánh tay có rắn đen quấn quanh, nhìn chăm chăm vào mặt nước kia. Mười vị trưởng lão không gây một tiếng động nào, căng thẳng nhìn về môn chủ trẻ tuổi, chỉ sợ làm phiền nàng tham ngộ. Trong số các đời môn chủ, chỉ có Quân Tư Tà là thủy diệu linh thể. Thủy diệu linh thể có khả năng lĩnh ngộ rất cao đối với đồ đằng văn thủy hệ. Nếu nói phá giải các tầng phong ấn của bí cảnh, có lẽ nàng là người có khả năng nhất. Khoảng nửa canh giờ sau, Quân Tư Tà ngẩng lên thở ra một hơi nói, 64 tầng, đồ đằng văn biến hóa khác nhau, nhưng may đều là thủy hệ đồ đằng văn. Cho ta thời gian, nhanh thì 30 năm, lâu thì 60 năm, có thể thăm ngộ được thấu triệt phong ấn này. Mười vị trưởng lão đều mừng rỡ, vội vàng nói, cự phách thọ mệnh 500-600 năm, 30 hay 60 năm đều không dài, đủ thời gian để phá giải rồi. Đời này nếu phá giải được phong ấn của bí cảnh vào bên trong, hoàn thành đại nghiệp mà các đời môn chủ đều không hoàn thành được, quân môn chủ sẽ để lại một trang sử chói lọi trong lịch sử kiếm môn ta và cho nhân tộc. Các vị trưởng lão hoan hỉ, Quân Tư Tà cũng không khỏi mừng rỡ. Sự nghiệp của các đời môn chủ được hoàn thành trong tay của nàng, nàng vô cùng tự hào. Đột nhiên các vị trưởng lão đều há hốc mồm nhìn vào bí cảnh phía sau màn nước. Thủy Tử An dụi mắt lẩm bẩm, ta có nhìn nhầm không vậy? Hình như ta thấy trong bí cảnh hình như có người. Quân Tư Tà nhìn vào cũng không khỏi sững người, nàng cũng thấy có một thân ảnh đang ở trong bí cảnh. Mọi người nhìn nhau, Đào Tâm Di lão thái thái nghi hoặc lên tiếng nói, lẽ nào là thân ảnh trong bí cảnh ư? Là thấu ảnh của chủ nhân bí cảnh này sao? Nếu là thấu ảnh của thần thì không động đậy được mới phải chứ. Mọi người nhìn, thân ảnh đó đang di chuyển kìa. Nguy rồi, thân ảnh đó đang tiến về phía chúng ta. Hắn định xuyên qua màn phong ấn sao? Chư vị hãy cẩn thận. Mười vị trưởng lão cùng thích phóng kiếm khí tế hồn binh, Thủy Tử An còn dùng cả 64 cái kiếm kén, Quân Tư Tà cùng tế đại tự tại kiếm khí. Mọi người như gặp đại địch, nhìn thân ảnh kia đang từng bước tiến tới. Tới trước 64 tầng phong ấn thì phong ấn nổi gợn sóng, khiến thân ảnh kia có cảm giác như thần thánh vậy. Lẽ nào trong bí cảnh có thần thật sao? Lê Phản Hoa trưởng lão giọng run run nói, ánh mắt có phần sợ hãi. Chưa chắc đã là thần, chưa biết chừng là thần thi. Khâu Chấn trưởng lão tim cũng đập thình thịch. Nghe nói thi thể của thần nếu không bị thối rữa thì sẽ thi biến, lông xanh móng vuốt xanh, ăn não ăn tủy của người. Các người nói xem
có phải trận động đất vừa rồi là do thần thi này gây ra không? 10 vị trưởng lão cùng dùng mình, Quân Tư Tả quát lên: Bất luận kia là thần hay là thần thi đều phải tiêu diệt. Nàng vừa dứt lời, thân ảnh kia đã xuyên qua màn nước, rồi một người thò đầu ra ngạc nhiên: Ồ, sao đông vậy? Thủy trưởng lão, sao các vị lại ở đây? Môn chủ cũng ở đây sao? Mọi người tới đây làm gì vậy? Mọi người sững người, há mồm trợn mắt nhìn thiếu niên lững thững đi ra khỏi phong ấn, ai cũng lắp bắp không nói được lời nào. Thủy Tử An bạo nộ, thò tay nhấc thiếu niên kia lại: Cái tên tiểu tử thối này, người suýt nữa đã dọa mấy người lão phu tè cả ra quần rồi. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà, cũng không thèm chào hỏi gì. Đào Tâm Di lão thái thái cũng lắp bắp nói: Thủy lão đâu? Người bị dọa cho vãi tè, còn bọn ta thì không có đâu. Môn chủ cũng không bị dọa, môn chủ nói xem có đúng không? Quân Tư Tà mặt hơi đỏ lên, vội chuyển chủ đề: Chấn Phong đường chủ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên này chính là Trung Nhạc, hắn cả chặng đường đi ngược hai tầng bí cảnh, đi qua một tòa truyền tống trận pháp nên mới tới bí cảnh kiếm môn, sau đó được Tân Hòa chỉ điểm phá giải 64 tầng phong ấn, tới sân thể của kiếm môn sơn, vừa hay gặp mấy người Quân Tư Tà. 10 vị trưởng lão thấy là hắn thì đều thở phào, bỏ kiếm khí, thu hồn binh lại. Chấn Phong đường chủ, sao lại xuất hiện trong bí cảnh này vậy? Lôi Sơn trưởng lão tiếng nói như sấm hỏi: Người vào bằng cách nào, làm sao ra được vậy? Trung Nhạc chần chừ một chút cũng không che giấu nói: Đệ tử vào ma hồn cấm khu trước, mời thi cốt các đời môn chủ và Phong trưởng lão ra, rồi tiến lên vào tới bí cảnh này, sau khi ra thì gặp các vị. Các vị đông đảo thế này là vì gì vậy? Các vị trưởng lão đỏ mặt không nói, ngại nói với người họ định mở bí cảnh thế nhưng lại không được. Càng ngại nếu nói khi thấy Trung Nhạc trong bí cảnh lại tưởng là thần hoặc là thần thi, căng thẳng như gặp đại địch. Họ đều là trưởng lão của trưởng lão hội, cộng với quân môn chủ trang bị võ trang từ đầu xuống chân, hơn nữa còn dùng cả bảo bối chấn môn là đại tự tại kiếm khí, kết quả vẫn không vào được bí cảnh. Ngược lại một đường chủ linh thể cảnh như Trung Nhạc lại thuận lợi đi qua các bí cảnh, còn dạ cho họ sợ vãi cả ra quần. Việc này mà nói ra thì quá mất mặt, vì thế dứt khoát không nói gì. Quân Tư Tà và Thủy Tử An nhìn nhau, cùng nhận ra sự mừng rỡ lẫn kinh ngạc trong mắt của đối phương. Nghe ý của Trung Nhạc thì hắn vào ma hồn bí cảnh rồi tìm đường tới đây. Sao có thể như vậy được? Thủy Tử An vội hỏi. Giờ ma hồn cấm khu đã có thể tùy ý ra vào rồi sao? Trung Nhạc lắc đầu nói. Giờ vẫn chưa được, nhưng sức mạnh tích tụ của cấm khu đã bị Phong trưởng lão tiêu diệt sạch, có thể đảm bảo cho kiếm môn 500 năm bình an vô sự. Bên trong cấm khu giờ đúng là không nguy hiểm lắm, nhưng vào rồi với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra ngoài được. Thủy Tử An thổi dâu trận mắt, chỉ hận không thể nhất tên tử này đánh cho một trận như tử. Thế nào là với thực lực của Thủy trưởng lão chưa chắc đã ra được đây? Tiểu tử này chạy tới ma hồn cấm khu cũng ra được, đổi lại Thủy trưởng lão lại không được hay sao? Thực lực của Thủy trưởng lão lại kém như vậy hay sao? Trung Nhạc tỏ ý xin lỗi nói. Ừ, Thủy trưởng lão, đệ tử không biết cách ăn nói, ngài đừng để bụng. Ngài vào đúng là không thể ra được. Một mình đệ tử thì có thể, thế nhưng đưa ngài đi cùng thì chưa chắc ra được đâu. Ừ, ta không có ý nói ngài vững chân vững tay, ngài đừng trợn mắt như vậy. Đừng đánh mà, ta chỉ có gì nói nấy thôi. Lão đầu, ngài đánh nữa ta trở mặt bây giờ, ta liều mạng với ngài. Thủy Tử An kéo hắn lại đánh một trận, một già một trẻ đánh đấm túi bụi, bẻ mũi chọc mắt. Các vị trưởng lão bên ngoài vội xông vào Trung Nhạc ngăn cản, thế nhưng lại lén hạ độc thủ với Trung Nhạc. Ngay cả vị môn chủ Quân Tư Tà cũng lén đá vào mông của Trung Nhạc. Quân Tư Tà lén đá hắn hai cái, mặt hơi đỏ lên, định thần lại hỏi: Được rồi, không gây rối nữa nào. Chấn Phong đừng chú, sao ngươi ra được vậy? Mọi người liền tách ra. Trung Nhạc quần áo sộc sạch bị đám lão đầu với lão thái thái này đánh cho sưng vù mặt mày. Trung Nhạc chỉnh lại y phục cười nói: Đương nhiên là hiên ngang đi ra rồi. 60 đạo phong cấm của bí cảnh này so với đồ đằng phong ấn của chư thần ở trong ma hồn cấm khu thì thật là quá đơn giản. Các vị trưởng lão tức tới suýt nữa hộc máu, tí nữa thì lại xông lên đánh hắn. Quá đơn giản ư? Nếu quá đơn giản thì các đời môn chủ có bị chặn bên ngoài không thể vào bí cảnh hay không? Nếu quá đơn giản thì bọn họ cả trưởng lão lẫn môn chủ có ở bên ngoài mà dưng mắt nhìn hay không?
Tên tiểu tử này nói vậy thật quá gọi đòn. Sao mọi người không vào được sao? Trung Nhạc ngạc nhiên nói, ta có thể dạy mọi người cách phá phong cấm, đừng có nhìn ta như nhìn quái vật như vậy, ta nổi hết da gà lên rồi. Các vị trưởng lão và quân tư tà cũng không biết nói gì. Lôi Sơn trưởng lão vội lên tiếng, bên trong bí cảnh có phải có bảo bối không? Trung Nhạc gật đầu nói, có, ta thấy thi thân của thần ngồi khoanh chân, có hai món thần binh bay quanh. Chư vị trưởng lão và quân tư tà mắt đều sáng trưng. Ngũ Quân Mai vội hỏi, trong đó có công pháp truyền thừa không? Trung Nhạc nghĩ một chút nói, ta cũng không chú ý, thế nhưng trong bí cảnh rất rộng, có lẽ vị thần đó có để lại truyền thừa, nhưng ta đoán phải thông qua khảo nghiệm của thần thì mới có được truyền thừa. Trong bí cảnh Hắc Sơn, hắn có được truyền thừa của yêu thần Minh Vương Quyết. Theo lý thì trong bí cảnh Kiếm Môn chắc cũng có truyền thừa của vị thần nhân canh mộ kia, sẽ không thua kém yêu thần Minh Vương Quyết. Chư vị trưởng lão đều mừng rỡ. Trung Nhạc nghiêm túc nói, việc dạy cho các vị cách phá phong cấm cần lưu lại một đoạn thời gian. Ta đưa thi cốt của chư vị môn chủ và phong trưởng lão ra ngoài, vẫn phải an táng cho các vị tiền bối trước đã. Mọi người đều nói phải, việc an táng cho các đời môn chủ và phong trưởng lão là đại sự, vào bí cảnh có thể lùi lại. Mọi người lên Kiếm Môn Kim Đỉnh, triệu tập toàn bộ đệ tử, tổ chức đại tang long trọng, trang nghiêm, an táng thi cốt các đời môn chủ và phong trưởng lão trong Anh Linh Điện. Anh Linh Điện là nơi quân tư tà và trưởng lão hội luyện chế ra, chuyên dùng để cúng tế thi cốt các bậc tiên hiền. Trước kia các đời môn chủ Kiếm Môn chết đều không thấy xác, vì thế không có Anh Linh Điện tế bái họ. Giờ Trung Nhạc đã đưa thi cốt họ trở về, cuối cùng cũng có nơi kỷ niệm tế bái cho họ. Sau đó Trung Nhạc truyền lại hết cách phá giải 60 tầng phong cấm. 10 vị trưởng lão và quân tư tà học được xong lập tức xuống lòng đất, phá phong cấm và vào trong bí cảnh. Nhưng cách của các trưởng lão và quân môn chủ đều mạnh hơn Trung Nhạc rất nhiều. 11 vị đại cao thủ dùng huyền kim luyện thành đồ đằng thần trụ đánh vào 64 tầng phong cấm. Chống phong cấm mở ra một đường thông đạo, có thể cho đệ tử vào trong. Mọi người lại vào trong bí cảnh thám hiểm, tìm những nơi nguy hiểm để tránh các đệ tử Kiếm Môn tới đây lịch luyện không biết rõ lại bỏ mạng. Các vị trưởng lão và quân tư tà mất vài tháng mới thám hiểm hết toàn bí cảnh, chỉ lấy được hai món thần binh, thế nhưng không động tới nhục thân của vị thần nhân kia mà để cho các đệ tử Kiếm Môn quan sát. Việc này đã không còn liên quan tới Trung Nhạc nữa. Những ngày này hắn bế quan tiềm tâm tu luyện, chuẩn bị đưa cây hoa sen kia vào trong thức hải nuôi dưỡng nguyên thần. Bây giờ chắc có thể đưa cây hoa sen trong tế đàn vào thức hải của ta được rồi chứ? Tuy Tân Hòa đảm bảo trong hoa sen không có oán niệm, yếm khí và lời nguyền của thần ma, hoặc có đi chăng nữa cũng cực ít, thì Trung Nhạc cũng cảm thấy mình phải cẩn thận vẫn hơn. Mấy hôm nay hắn tiềm tâm tu luyện, đưa trạng thái lên mức tốt nhất, tu vi cũng đặt tới cảnh giới linh thể cảnh đại viên mãn. Trung Nhạc lấy cái cửu trụ ngao long chảo ra, thận trọng bóc tấm đồ đằng phù văn dán trên đó xuống. Quân tư tả biết cửu trụ ngao long chảo và tiến đàn rơi vào tay của hắn, nhưng vị nữ môn chủ này cũng không hỏi nhiều, vì Trung Nhạc đã dâng lên bí cảnh Kiếm Môn không lấy hai món thần binh trong đó, khiến cho nàng cảm thấy hắn có chút bị thiệt, nên đó coi như bồi thường cho hắn. Lấy đồ đằng phù văn xuống, cửu trụ bản long chảo lập tức mở chiến cái trụ ra, thả tế đàn bên trong ra ngoài. Bản long chảo có lẽ là bảo vật phong ấn luyện hóa, sau khi chín trụ mở ra hướng lên trên buộc lại với nhau biến thành hình hoa loa kèn. Trung Nhạc lật qua lật lại nhìn mấy lượt rồi nghĩ bụng, cái cửu trụ bản long chảo này chắc cũng là một món hồn binh không tầm thường. Phong Vô Kỵ quả nhiên rất nhiều bảo bối, tuy thánh linh là giả nhưng hắn dám dùng hai món ra phong ấn thánh linh, có thể thấy uy lực của chúng có lẽ có thể đối phó với cường giả cấp thần linh được. Cửu trụ bản long chảo cũng là một món thần binh, nhưng tấm đồ đằng phù văn kia thì rất không tầm thường, có lẽ ra đời từ tay của lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc, chắc chắn có uy lực cực kỳ kinh thiên động địa. Hóa thân bổ lão tiên sinh của Phong Vô Kỵ đem theo hai tấm đồ đằng phù văn, một tấm dùng để mở bí cảnh Kiếm Môn, một tấm dùng phong ấn thánh linh, không cái nào là dễ đối phó cả. Trung Nhạc vô cùng cẩn thận cất đồ đằng phù văn vào nguyên thần bí cảnh, hắn thầm nghĩ, chưa biết chừng sau này lại dùng tới nó. Hắn đưa tay ngắt cây hoa sen không lá trong tế đàn xuống. Cây hoa sen này rất nhiều rễ quấn lấy nhau, còn lớn hơn cả bản thân bông hoa hơn chục lần. Số rễ đó giống như có sinh mệnh,
khẽ đung đưa trong không trung vậy. Trong tế đàn không còn thần dược linh tương nữa. Linh tương luyện tử linh của nghìn thần nghìn ma, thời gian càng lâu thì linh tính sẽ mất đi càng nhiều. Sau khi thánh linh trưởng thành không lâu, có lẽ linh tương đã khô cạn cả. Trung Nhạc cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần lực cuốn bông hoa lên đưa vào trong thức hải của hắn. Bông hoa sen tới thức hải của hắn lập tức biến to hơn 10 trượng. Nguyên thần của Trung Nhạc bay tới ngồi trên hoa sen, ngũ tâm hướng thiên, quan tưởng tuệ hoàng. Nguyên thần của hắn liền biến thành hình thái tuệ hoàng, nhật nguyệt và trong mắt bắt đầu hấp thụ năng lượng ở trong bông hoa. Uỳnh uỳnh, năng lượng trong bông hoa sen bị hắn hấp dẫn, dẫn động tràn ra, có thể nói ở mức khủng bố. Năng lượng vô cùng tinh thuần trong nháy mắt đã nhấn chìm nguyên thần của hắn. Trung Nhạc liền cảm thấy linh và hồn của hắn biến to lên như được bơm hơi vậy, vội vàng tiềm tâm luyện hóa số năng lượng đáng sợ đó. Nhưng với tốc độ quan tưởng của hắn thì sao kịp đây. Nguyên thần của hắn trong vài giây đã cao tới hơn 20 trượng, rồi đột phá cực hạn, cứ cao lên từng trượng một. Bí cảnh trong nguyên thần của hắn rung chuyển ầm ầm, bí cảnh điên cuồng mở rộng, chỉ một nhịp thở, ngũ đại bí cảnh đã rộng thêm gấp đôi. Hình như dược lực của thánh dược quá mạnh rồi. Tân Hỏa ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt, Trung Nhạc vội hét lên. Tân Hỏa, dược lực mạnh như thế này, có di chứng gì không đấy? Di chứng sao? Di chứng thì không có đâu. Sau lưng của ngọn lửa nhỏ nho nho lên một cái đuôi nhỏ, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Nhưng nguyên thần lớn quá nhanh, độ mạnh, độ dẻo dai, nếu không đủ thì trọng lượng tự thân sẽ đè bẹp bản thân, bí cảnh cũng sẽ bị đè cho vỡ tan. Có thể gọi là di chứng được không? Nguyên thần của Trung Nhạc vội vàng đứng dậy, nổi điên lên nói. Người nói thử xem, bí cảnh bị đè nát thì hồn của ta cũng tan tành, có cách nào giải quyết được không đấy? Dược lực hùng hậu của hoa sen vào trong nguyên thần của hắn, dược lực vẫn đang khiến nguyên thần của hắn to lên, nguyên thần và bí cảnh của hắn cũng đang vẫn tiếp tục phát triển. Trung Nhạc lập tức dùng tới hóa sinh huyền công phân giải áp lực. Hóa sinh huyền công trong thời gian này hắn tu luyện cũng có chút thành tựu. Đại Nhật Ma Linh và Tinh Thiểm Yêu Linh đều lớn hơn không ít, nhưng môn công pháp này rất tốn thời gian, cần phải phân thần chuyên tu hai hóa linh này nên thành tựu cũng không được nhiều. Lúc này dược lực đang cuồn cuộn ập tới, Đại Nhật Ma Linh và Tinh Thiểm Yêu Linh nhanh chóng biến lớn như được bơm hơi vậy, biến thành ma ô ba chân và yêu thiểm sáu mắt đầy ma khí. Trung Nhạc cảm nhận được Đại Nhật Ma Linh và Tinh Thiểm Yêu Linh trong thời gian ngắn thậm chí đã có khả năng có bước nhảy vọt trực tiếp tiến hóa tới hình thái thứ ba của nguyên thần. Nhưng cứ theo cái đà này, không lâu nữa hai linh mà hắn phân hóa ra cũng sẽ bị nổ tung mất. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc phân tâm nhị dụng, Đại Nhật Ma Ô điều khiển yêu thần Minh Vương Quyết toàn lực luyện hóa dược lực. Bản thể của hắn thì quan tưởng hỏa kỵ cung tọa hoàng, khống chế dược lực thừa, không để cho nguyên thần phình to quá nhanh dẫn đến nổ tung. Đồng thời hắn cũng quan tưởng mượn dược lực dồi dào của thánh dược trào nhộn pháp lực khí huyết của mình, ngưng luyện nguyên đan, dùng việc ngưng luyện nguyên đan để loại bỏ dược lực dư thừa. Quanh người của Trung Nhạc là các loại đồ đằng văn đan sen bay lượn thử luyện thành nguyên đan. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, cảm nhận thấy trong nguyên thần có khí tức khủng bố do gì từ trong dược lực. Bên tai dường như vang lên tiếng ồn ào của chư thần quấy nhiễu sự tu luyện của hắn, nguyền rủa hắn, khiến hắn tâm thần nhất thời đại loạn. Nguyên đan sắp hình thành lập tức nổ tung. Trong cây thánh dược này quả nhiên vẫn còn lời nguyền và oán niệm của thần ma, hơn nữa còn có khí tức hung hãn muốn hủy diệt tất cả. Những khí tức tiêu cực này xông vào nguyên thần của hắn, tuy không thể nguyền rủa chết Trung Nhạc, thế nhưng cũng khiến cho hắn mơ màng thần trí, không tỉnh táo, không phân biệt được lợi hại, nguy hiểm tới gần, rất nhanh khí vận sẽ tiêu tan, tiền tài kiện kiệt, người mất nhà tan. Trung Nhạc đầu óc choáng váng, tức giận nói: "Tần Hỏa, khi nào thì ngươi mới đáng tin được một chút đây? Mau, mau lên tầng sấm sét trên không đi." Tân Hỏa vội vàng nói: "Mau, dùng sấm sét tu luyện hết oán niệm và lời nguyền đó đi." "Không cần nữa đâu." Trung Nhạc kiểm tra nguyên thần, chán nản nói: "Ta cảm thấy oán niệm và lời nguyền biến mất hết rồi." "Không, ngươi bị oán niệm và lời nguyền khống chế rồi, khiến cho ngươi nghĩ là chúng đã biến mất thôi." Tân Hỏa tức giận nói: "Người bị oán niệm nguyền rủa đều không biết mình bị nguyền rủa, khi gặp chuyện mới biết mình xui tận mạng.
ngươi bị lời nguyền khống chế thần trí, rất nhanh sẽ cảm thấy mình đã khống chế được dược lực. Dược lực trong thánh dược không có khả năng uy hiếp tới ngươi. Sau đó nguyên thần của ngươi sẽ phình to ra mà chết đi. Nhanh, nhanh lên, mau lên tầng sấm sét đi. Dùng lô đình thuần dương tô luyện lời nguyền, tô luyện nguyên thần, tiêu hao dược lực dư thừa đi. Trung Nhạc quả nhiên cảm thấy mình đã khống chế được dược lực, giống hệt như Tân Hòa nói, bất giác giật mình. Dược lực thánh dược hung mãnh đến mức nào đây, lẽ nào lại dễ khống chế như vậy? Vừa rồi hắn đã biết dược lực khủng bố sắp khiến nguyên thần và linh của hắn nổ tung, mà nguyên thần và linh phân hóa ra vẫn đang tiếp tục phình to, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mà hắn lại cảm giác mình đã khống chế được dược lực, rõ ràng là lời nguyền và oán niệm đã khống chế được thần trí, khiến cho hắn không phân biệt được đúng sai. Oán niệm và lời nguyền tuy vô hình nhưng được thần ma phát ra trước khi chết, vô hình nhưng có thể lấy mạng, có lúc thậm chí chết cũng không biết tại sao lại chết. Trung Nhạc vội bay lên trời. Trong tấm màn trời, bầu trời lập tức nổi sấm sét, mây răng kín trời. Tân Hỏa giật mình vội vàng nói: cao quá rồi, ngươi lại bị khống chế rồi, mất khả năng phán đoán. Tầng mây cao như vậy, một đạo lôi quang thuần dương cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Mau xuống một chút đi. Nào, xuống chút nữa nào. Được rồi, dừng lại, chính là ở đây. Ngươi đừng có chạy lên, cũng đừng chạy xuống nữa đi. Ngọn lửa nhỏ vô cùng căng thẳng, giờ Trung Nhạc đã bị oán niệm và lời nguyền khống chế, không thể có phán đoán chính xác. Một hành động sai thôi cũng có thể khiến hắn mất mạng, đây có thể nói là nguy hiểm chưa từng có. Hình như lời nguyền này quá mạnh, mạnh hơn nhiều so với ta nói với hắn rồi. Tân Hỏa sắc mặt sáng tối bất định, lẩm bẩm nói: ta dự đoán quan tưởng tuệ hoàng là có thể tiêu trừ lời nguyền và oán niệm, nhưng giờ phải dựa vào thần dương lôi mới xóa bỏ được. Nhạc tiểu tử chắc chắn phải chịu khổ nhiều rồi. Vẫn là không nên cho hắn biết ta phán đoán sai, chỉ nói hắn quá yếu thôi, ngay chút lời nguyền này cũng không chịu nổi. Cứ vậy đi, cứ như vậy đi. Tầng mây sấm sét trên không trung căn cứ vào độ tinh thuần của sấm sét mà chia thành nhiều loại. Thuần dương lôi là thuộc tầng lôi có uy lực chí cương chí mãnh, mạnh hơn tầng mây sấm sét Trung Nhạc đối phó với 36 luyện khí sĩ đang nguyên cảnh của Hữu Mang thần tộc ở Nam Hoang rất nhiều. Sấm sét ở đây cũng thuần túy hơn, không có chút tạp chất nào, hơn nữa còn là thuần dương lôi đình tiêu diệt mọi thứ, uy năng cực mạnh. Đột nhiên một đạo lôi đình đánh xuống, xẹt một tiếng liền khiến Trung Nhạc toạc ra toạc thịt, cả người bốc khói đen xì. Hiển nhiên lời nguyền đã khống chế cảm quan của hắn, khiến hắn không cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục lấy nguyên thần tiếp nhận thuần dương lôi đình tẩy lễ. Cũng có nghĩa là nếu lúc này có người chém đầu hắn thì hắn cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn gì. Không đau sẽ không ý thức về sự nguy hiểm, mất đi sự cảnh giác, không cẩn thận sẽ khiến bản thân mất mạng. Bị sét đánh thật thê thảm, giờ tu vi cảnh giới của Nhạc tiểu tử tiếp nhận thuần dương lôi đình tẩy lễ vẫn còn hơi sớm, nhưng có dược lực của thánh dược, cùng lắm hắn chỉ chịu khổ một chút thôi, sẽ không chết được. Tân Hỏa quay đầu huýt sáo, quay ngay đi chỗ khác, làm như không nhìn thấy gì. Đây là vùng giáp với tầng mây sét thuần dương, sấm sét đánh xuống cũng chỉ là chút xíu thuần dương lôi đình ở ngoài rìa, nhưng với luyện khí sĩ linh thể cảnh như Trung Nhạc thì vẫn còn quá sớm. Thuần dương lôi đình đánh xuống, toàn thân Trung Nhạc đen như tro, bề ngoài nhục thân giống như lớp than dày cộp, nhục thân giống như bị biến thành than vậy. Nhưng dược lực của cây hoa sen kia đúng là hung mãnh, cho dù nhục thân bị thành ra như vậy hắn cũng không chết, huyết nhục liên tục được sinh ra, khí huyết dồi dào. Dưới tác động của dược lực, hắn giống như cự phách luyện thành bất tử chi thân, nhục thân được dược lực chữa lành, mỗi lần hứng lôi uy, nhục thân phục nguyên là lại mạnh hơn trước không ít. Thuần dương lôi đình chỉ là dư uy, đánh xuống nhục thân của hắn đã gây nên tổn hại lớn như vậy, nguyên thần của hắn còn chịu nhiều lôi kích hơn, hậu quả còn lớn hơn. Nguyên thần của Trung Nhạc lúc này đã cao tới 30 trượng, khi một đạo lôi đình đánh xuống, nguyên thần của Trung Nhạc gần như nổ tung, nguyên thần lập tức thu nhỏ lại 3 phần, chỉ còn lại 21 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm Chi Linh thì chỉ còn cao hơn 1 trượng. Đạo lôi đỉnh thứ hai trước khi đánh xuống, nguyên thần của hắn lại cao lên 24-25 trượng. Nhưng lần này lôi đỉnh đã đánh nguyên thần của hắn rút lại chỉ còn hơn chục trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm thì chỉ còn 5-6 thước. Đạo lôi đỉnh thứ ba đánh xuống, nguyên thần của Trung Nhạc thì chỉ còn lại 4 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm chỉ còn to bằng cái chậu rửa mặt. Tới đạo lôi đỉnh thứ năm, Ma Ô và Yêu Thiểm chỉ còn lại bằng cái cốc. Thuần dương lôi đỉnh quá mạnh rồi,
còn đánh xuống nữa thì nguyên thần cũng bị đánh chết mất thôi. Tân Hỏa chố mắt vội vàng nói, Nhạc tiểu tứ, mau lấy cây sen đó ra, ngồi trên nó hấp thu dược lực, nếu không người sẽ bị sét đánh chết mất thôi. Trung Nhạc lấy hoa sen ra, ngồi trên đài hoa hấp thu dược lực. Dược lực khủng bố lập tức khiến nguyên thần của hắn phình to lên. Thuần Dương Lôi Đình đánh xuống lại khiến cho nguyên thần của hắn nhỏ lại. Thuần Dương Lôi Đình thật sự quá khủng bố, giống như thanh kiếm sắc chém xuống mỗi một lần đều khiến nguyên thần của hắn nhỏ hẳn đi. Nhưng nguyên thần cũng được luyện thêm thuần túy. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm cũng nhanh chóng trưởng thành hơn nhiều lần so với tự tu luyện. Cùng lúc đó, Trung Nhạc còn cảm thấy oán niệm và lời nguyền của thần ma trong cơ thể cũng đang giảm nhanh, bị Thuần Dương Lôi Đình luyện đi. Thần trí của hắn cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, phán đoán sự lợi hại được mất, lập tức dẫn ra nhiều dược lực hơn nuôi dưỡng nguyên thần, đồng thời cũng vẫn chuyển đồ đằng đồ văn của bất tử chi thân, mượn cơ hội này tu luyện cả bất tử chi thân luôn. Cây hoa sen này là thánh dược thay ngén thánh linh. Thánh linh bị kẻ khác lấy đi, nhưng trong hoa sen vẫn còn năng lượng đáng sợ. Trung Nhạc lần này hấp thu điên cuồng, nhưng năng lượng trong nó dường như không hề giảm. Không hổ là thánh dược từ miệng của Tân Hỏa. Nguyên thần của hắn cùng với Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm đang nhanh chóng trưởng thành, thậm chí nhục thân của hắn cũng đang được tăng cường. Trung Nhạc cảm thấy nhục thân của hắn gần như bị lôi quang phân giải, nhưng trong nháy mắt đã lại được dược lực trong thánh dược chắp lại. Mỗi một lần phân giải rồi chắp lại đều khiến nhục thân của hắn thêm cường đại. Linh của Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm được phân hóa ra khá yếu, cũng nhiều lần bị đánh tan rồi lập tức tập hợp lại, lần sau mạnh hơn lần trước, càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng thực chất hơn. Nếu tu luyện hóa sinh huyền công theo từng bước, không biết đến đời nào mới luyện thành được môn công pháp này. Nhưng có Thuần Dương Lôi Đình tu luyện cộng với dược lực khủng bố của thánh dược hơn cả hắn tu luyện mấy năm, chỉ có Thuần Dương Lôi Đình mà không có thánh dược thì chắc chắn chỉ có đường chết. Một đạo lôi đình có thể khiến cho hắn thành tro, chỉ có thánh dược mà không có lôi đình thì hắn sẽ bị oán niệm và lời nguyền che mất tâm trí, sẽ chết vô cùng thê thảm. Chỉ khi có cả hai thứ này mới biến nguy hiểm thành cơ hội giúp bản thân nhảy vọt. Thời gian dần trôi, hai linh của hắn có pháp lực càng ngày càng hùng hậu. Trung Nhạc thậm chí còn cảm giác được hai cái ngụy linh này còn có 2-3 phần tu vi của hắn. Giờ hai ngụy linh này đã tới thoát thai cảnh đỉnh phong, sắp luyện thành hình thái thứ 3. Cứ với tốc độ này, Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiềm có thể dễ dàng tu tới linh thể cảnh, thậm chí có thể tới đan nguyên cảnh luyện thành nguyên đan. Nhưng Trung Nhạc không có công pháp thượng thừa của ma tộc, không thể cho Đại Nhật Ma Ô luyện thành ma đạo nguyên đan. Nhưng Lục Mục Yêu Thiềm thì có yêu thần Minh Vương Quyết có thể luyện thành đan nguyên. Sau khi luyện thành đan nguyên, hắn có thể thử tu luyện nguyên thần thứ 2, dùng máu bản thân nuôi dưỡng, tu thành hóa thân Long Nhạc. Không lâu sau, đột nhiên Đại Nhật Ma Ô dung chuyển, đập cánh, biến thành thần nhân đầu chim ba chân, tu thành hình thái thứ 3. Gần như cùng lúc đó, Lục Mục Yêu Thiềm cũng lắc mình, biến thành thần nhân 6 mắt ba chân, cũng tu thành hình thái thứ 3. Hai ngụy linh đều không có nhục thân thật sự, luyện thành hình thái thứ 3 là coi như linh thể cảnh rồi. Sau khi lên linh thể cảnh, tu vi của Đại Nhật Ma Ô cũng sẽ tăng tiến chậm lại, chỉ có Lục Mục Yêu Thiềm là vẫn tiến nhanh, có xu hướng có thể tu thành nguyên đan ngay. Nhân lúc này tu thành nguyên đan vậy. Trung Nhạc ngồi trong bông hoa sen hấp thu dược lực, khí huyết trong cơ thể hội tụ, pháp lực tập trung, đồ đằng văn đan sen tập trung tất cả pháp lực khí huyết tạo thành một viên nguyên đan. Uỳnh uỳnh, một đạo thần dương lôi đình đánh xuống khiến viên nguyên đan nổ tung. Trung Nhạc khí huyết đã cạn, pháp lực cạn kiệt, lập tức dược lực trào dâng, khí huyết lại dồi dào, pháp lực đạt mức cao nhất lại được hắn luyện tiếp. Lại một đạo lôi đình khác đánh xuống, nguyên đan vừa hình thành lại vỡ tan. Cứ như vậy nhiều lần, nguyên đan của hắn vỡ tới 49 lần. Đạo lôi đình thứ 50 đánh xuống, nguyên đan không vỡ mà bị thu nhỏ lại, chỉ còn bé bằng hạt bụi. Nhưng đây là nguyên đan thật sự, Trung Nhạc có thể cảm nhận được. Nguyên đan tuy nhỏ nhưng bên trong chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Không chỉ vậy, trong nguyên đan dường như còn có một sợi thuần dương chi khí, hình như khác với nguyên đan của người khác. Đây chính là nguyên đan của ta sao? Trung Nhạc đưa tay lên, nguyên đan bay vào lòng bàn tay, thấp thoáng có thể thấy một hạt bụi nhỏ bay phía trên lòng bàn tay của hắn, dường như chỉ một làn gió nhẹ hoặc thở mạnh một cái là sẽ thổi bay ngay. Đây đúng là nguyên đan của hắn, nhìn tuy nhỏ đến mức đáng thương,
thế nhưng lại vô cùng chắc chắn, bền bỉ, chứa khí huyết và pháp lực toàn thân Trung Nhạc. Đầu đằng văn ngưng luyện có thể nói là kết tinh cao nhất của toàn bộ thành tựu của hắn từ trước đến giờ. Viên nguyên đan này vừa hình thành, Trung Nhạc lập tức cảm nhận được một điều khác lạ. Hắn có thể cảm nhận được tính mệnh của mình. Tính mệnh ở đây, tính là chỉ sinh mệnh của tinh thần, là thọ mệnh của linh hồn. Mệnh là chỉ sinh mạng của nhục thân. Hai thứ này trước kia hắn tu luyện nhưng vẫn mông lung khó hiểu. Thế nhưng giờ hắn có thể cảm ứng được rõ ràng tính mệnh của hắn. Thọ mệnh linh hồn của hắn dài hơn thọ mệnh nhục thân rất nhiều. Nhục thân có thể sống hơn 200 năm, nhưng linh hồn thì có thể tồn tại hơn 1000 năm, gấp 5-6 lần nhục thân. Luyện thành nguyên đan là có thể cảm ứng được thọ mệnh của bản thân. Điều này rất kỳ lạ. Kỳ quái hơn là thọ mệnh của nhục thân và linh hồn lại khác nhau. Không chỉ vậy, Trung Nhạc thậm chí có thể nhìn thấy cả thiên số cụ thể của tính mệnh. Cũng có nghĩa là hắn biết chính xác thời gian thọ mệnh của chính mình. Hắn có thể nhìn thấy mình còn lại bao nhiêu thời gian để sống. Thời gian dần trôi qua, hắn có thể thấy thọ mệnh của mình cũng đang liên tục thay đổi. Lúc này, thuần dương lôi đình vẫn tiếp tục đánh xuống. Một đạo lôi đình đánh lên trên trán nguyên thần của hắn. Trung Nhạc lập tức thấy thọ mệnh linh hồn của hắn về con số 0. Nhưng cùng lúc đó, cây hoa sen thánh dược lại truyền dược lực vào nguyên thần, khiến thọ mệnh của hắn lại đầy trở lại. Có nghĩa là mỗi một đạo thuần dương lôi đình đều có thể hủy diệt hắn, phân giải nguyên thần của hắn, nhưng thánh dược đã cứu hắn trước khi hắn chết. Hơn nữa, sau khi bị thuần dương lôi đình tu luyện, hắn còn thấy được cả thọ mệnh nguyên thần của hắn đang được nâng lên. Điều này có nghĩa là thuần dương lôi đình tu luyện giúp nguyên thần của hắn càng thêm hoàn hảo, đương nhiên thọ mệnh cũng sẽ dài hơn. Trung Nhạc lại nhìn về nhục thân. Sau khi được thuần dương lôi đình tu luyện, thọ mệnh nhục thân cũng đang được nâng lên, nhưng độ tăng ít hơn thọ mệnh nguyên thần rất nhiều, chỉ khoảng 1/5, 1/6. Cảm giác khi nhìn được sự thay đổi thọ mệnh của bản thân rất kỳ lạ. Một viên nguyên đan nuốt xuống bụng, mệnh của ta là do ta đính, không phải do trời. Đây là câu thần chú 30 vị luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc đối phó với lôi trạch thần long. Nói nguyên đan vào bụng, tính mạng nằm ở trong tay, trời có muốn lấy cũng không được. Đương nhiên đây là nói quá lên. 36 vị luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đó bị lôi đình đánh chết không còn một ai. Nhưng từ đó cũng có thể thấy tầm quan trọng của nguyên đan đối với thọ mệnh của luyện khí sĩ. Tu thành nguyên đan, Trung Nhạc mới có cảm giác đăng đường nhập thất. Luyện khí sĩ không tu thành nguyên đan chỉ là người bình thường, còn luyện thành nguyên đan sẽ là luyện khí sĩ tính mệnh song tu, có thể nắm chắc tính và mệnh của bản thân, nắm chắc mọi sự thay đổi của nguyên thần và nhục thân, đón lành tránh hung, kéo dài tính mệnh lâu hơn. Nguyên đan không chỉ có liên quan tới thọ mệnh mà còn cả thủ đoạn mạnh nhất của luyện khí sĩ. Khởi động nguyên đan, khí huyết, thần thông đều đạt tới tầm cao chưa từng có, bạo phát công kích mạnh nhất. Quan trọng nhất là nguyên đan còn có tác dụng kết nối giữa nguyên thần và nhục thân. Viên nguyên đan này vừa hình thành, Trung Nhạc liền cảm giác khí huyết nhục thân và khí huyết nguyên thần nối liền với nhau, dường như cảm ứng với nguyên thần bí cảnh thứ 6 lại mạnh hơn một chút. Khí huyết của nguyên thần được nâng cao tới cực hạn nhờ sự trợ giúp của nguyên đan. Khí huyết dồi dào tựa biển lớn. Lúc này hắn có thể mơ hồ phán đoán được phương vị của bí cảnh thứ 6 bên trong nguyên thần, tìm được đường để mở bí cảnh thứ 6. Nếu mở được bí cảnh này thì vừa hay hình thành vòng luân hồi thứ 6, nắm trong tay bí mật và sự ảo diệu của tính mệnh. Nhưng mỗi lần hắn định mở ra bí cảnh thứ 6 thì đều thất bại vào thời khắc quan trọng. Phong ấn chi lực trong huyết mạch của hắn bắt đầu nộ mặt, chấn áp khí huyết của hắn xuống. Trung Nhạc lại thử thêm vài lần, xong đành phải từ bỏ. Hắn còn chưa tìm được vị trí chính xác của huyết mạch bí cảnh. Với nền tảng hiện tại, hắn chưa thể mở huyết mạch bí cảnh, mở ra vòng luân hồi thứ 6 được. Hơn nữa, phong ấn chi lực trong huyết mạch nhân tộc cũng mạnh đến khó tin. Muốn phá giải huyết mạch phong ấn là rất khó. Nếu nguyên đan của ta luyện tới trạng thái mạnh nhất, không biết có cảm ứng được vị trí chính xác của huyết mạch luân không? Đây có lẽ là cơ hội để mở ra vòng thứ 6 đấy. Trung Nhạc hít sâu một hơi, khí huyết và pháp lực hồi phục trạng thái đỉnh phong, tràn ào ào và nguyên đan để ngưng luyện nó. Hắn nghĩ bụng, thọ mệnh của nhục thân và nguyên thần tại sao lại khác nhau như vậy? Tại sao lại cứ có khoảng cách 5-6 lần như vậy? Nguyên đan là sợi dây nối giữa nhục thân và nguyên thần, liệu có mở được huyết mạch bí cảnh, mở ra huyết mạch luân hay không? Đan nguyên cảnh ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, không chỉ đơn giản là thấy rõ tính mệnh, nâng cao thực lực. Nếu tham ngộ thấu triệt được cảnh giới này,
chắc chắn sẽ có thay đổi lớn lao đấy. Thần dương lôi đình đổ xuống như mưa, nguyên đan lớn dần trong lôi đình, không lâu sau đã to bằng hạt đậu. Nhưng nguyên đan như vậy vẫn còn quá nhỏ, còn không bằng những luyện khí sĩ đan nguyên cảnh mà hắn từng gặp. Có luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, nguyên đan đã bằng viên minh châu, có người còn to bằng quả trứng ngỗng. Giờ hắn mới vừa chỉ nhập môn mà thôi, nhưng chất lượng nguyên đan của hắn lại hơn các luyện khí sĩ khác rất nhiều. Dù sao viên nguyên đan này có thể nói là tu luyện kỹ càng, thậm chí còn chứa một chút thuần dương chi khí, chỉ vậy thôi cũng đã hơn các luyện khí sĩ khác rất nhiều. Phải biết rằng muốn luyện thành thuần dương thì chỉ có thành thần, mà giờ trong nguyên đan của Trung Nhạc đã có một sợi thuần dương chi khí, tuy rất là mỏng manh nhưng đủ để hắn hơn những người khác. Trung Nhạc mượn thuần dương lôi đình tu luyện, cũng muốn thử lấy thêm thuần dương chi khí trong lôi đình luyện vào nguyên đan, chỉ là thu hoạch quá nhỏ, cảnh giới tăng tiến chậm chạp. Nhưng bất tử chi thân của hắn dựa vào dược lực của thánh dược đã được tăng cường rất nhiều, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhục thân và nguyên thần của hắn chứa đầy sinh mệnh lực và sinh cơ dồi dào, luyện vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Thể phách và hồn phách của nhân tộc sinh ra đã không mạnh, kém xa các chủng tộc khác, không bằng được yêu tộc, cũng không bằng thần tộc, ma tộc. Nhưng cây thánh dược hoa sen kia lại khiến thể phách và hồn phách của hắn được bổ sung, thậm chí còn vượt qua cả thần tộc. Ma tộc phổ thông có thể sánh ngang với trình độ của bản long thần tộc. Không lâu sau, lục mục yêu thiểm chi linh được dược lực của thánh dược nâng lên linh thể cảnh viên mãn. Trung Nhạc lập tức bắt đầu thử cho yêu thiểm luyện nguyên đan. Chỉ cần yêu thiểm luyện thành nguyên đan là hắn có thể dựa vào sinh mệnh lực và sinh cơ khủng bố của bất tử chi thân, dùng máu thịt xương cốt của bản thân luyện ra một cỗ nhục thân khác, để yêu thiểm làm chủ, tách hồn phách, tu thành hóa thân thứ hai, biến thành Long Nhạc. Ở trên không trung, lần bế quan này của Trung Nhạc lâu tới 2 tháng. Thánh dược hoa sen dần dần trở nên mơ hồ, ảm đạm, vô vàn sợi rễ của nó cũng biến mất, dược lực toàn bộ đã vào trong cơ thể của Trung Nhạc. Trên đỉnh đầu của Trung Nhạc là một viên nguyên đan to bằng viên chân châu, ánh sáng tỏa vạn trượng, chiếu rọi lôi vân. Vẫn liên tiếp có thuần dương lôi đình đánh xuống, viên nguyên đan lúc to lúc nhỏ, đánh bay thuần dương lôi đình, mượn lôi đình tu luyện. Trong viên nguyên đan này có khí huyết của Phục Khi, đầu người mình rắn, ba mắt vô cùng thần thánh. Còn phía sau Trung Nhạc, nguyên thần tuệ hoàng cao 28 trượng đứng sừng sững ở đó, đầu rồng, thân người, đuôi rắn, hai mắt một âm một dương như mặt trăng mặt trời, vô cùng hoành tráng. Nguyên thần này hơn xa những nguyên thần trước kia, thậm chí còn được thuần dương chi lôi luyện ra một sợi thuần dương chi khí, thế nhưng không rõ ràng. Thuần dương lôi đình đánh xuống đỉnh đầu nguyên thần, để lại một vết thương sâu hoắm, chỉ là không thể đánh tan được nguyên thần của hắn. Vết thương toác ra rồi khép lại, nhanh chóng lành lặn. Nhục thân Trung Nhạc tắm mình trong lôi đình, thuần dương lôi đình giống như kiếm sắc bén chém xuống, chỉ để lại những vết thương lớn nhỏ trên người hắn, chứ không nguy hiểm tới tính mạng. Bất tử chi thân của hắn cũng đã có thành tựu nho nhỏ, vết thương nhanh chóng liền lại, không thấy có bất cứ vết sẹo nào. Phía trước hắn còn có một thiếu niên đầu rồng, thân người, sau lưng đeo một thanh cốt đao trượng 7, khí độ phi phàm. Lôi đình đánh lên người của hắn, nhục thân của thiếu niên đầu rồng này cũng chịu uy lực của lôi đình, nhưng kém hơn Trung Nhạc một chút. Nếu Thủy Tử An hoặc cô Hồng Tử ở đây thì chắc chắn sẽ kêu lên thất thanh. Thiếu niên này chính là Long Nhạc, Đông Hải Long Nhạc, quan môn đệ tử của Sư Bất Dịch. Lúc này Long Nhạc mở miệng nhả ra một viên nguyên đan, nguyên đan khí huyết vạn trượng, bên trong nguyên đan có hình long tượng uốn lượn. Tu vi thực lực của Long Nhạc cũng rất đáng sợ, có khoảng 3-4 phần thực lực của Trung Nhạc. Trung Nhạc quan sát thiếu niên đầu rồng ở trước mặt mình, trong lòng cảm thán, hắn cười nói: nếu không có thánh dược thì có lẽ ta phải mất 1-20 năm mới luyện thành hóa thân thứ hai. Thánh dược đúng là huyền diệu phi phàm, chỉ là bên trong có oán niệm và lời nguyền của thần ma, đúng là có phần ác độc mà. Sư huynh, lời nguyền cũng không phải chuyện xấu. Long Nhạc cười nói: dựa vào thần dương lôi đình tu luyện lời nguyền của chư thần chư ma cũng giúp huynh có lợi không nhỏ. Nguyên thần, nhục thân và đan nguyên đều có thuần dương khí. Trung Nhạc gật đầu cười: sư đệ cũng bất phàm, cũng có thuần dương chi khí, không bằng được sư huynh. Tân Hỏa ngồi trên đầu vai của Trung Nhạc, cái đuôi tiểu ác ma sau mông vòng ra trước mặt, ngoái ngoái mũi, hừ hừ nói: một mình lẩm bẩm có thú vị gì hay sao? Nếu không phải đại lão gia Tân Hỏa ta anh minh thần vũ thì ngươi tu luyện được tới mức này hay không? Tân Hỏa đại lão gia công lớn nhất kìa.
Trung Nhạc và Long Nhạc cùng quay lại nhìn hắn, tức giận nói: Tân Hóa, ngươi lại không đáng tin lần nữa rồi. Lời nguyền và oán niệm ở trong hoa sen thánh dược chắc chắn không ít như ngươi nói đâu. Tân Hỏa cũng có chút chột dạ, vội ngậm miệng lại. Trung Nhạc đứng dậy, cung tay nói: Long Nhạc sư huynh, tới cô Hải Thành trước đi. Chưa biết chừng ngày nào đó ta và huynh lại ra đấu một trận. Long Nhạc đứng dậy đáp lễ. Đột nhiên thân hóa thành một dải hào quang, phá không bay đi về hướng cô Hải Thành. Tiếng từ xa vọng lại nói: Cảnh tượng đó nhất định sẽ rất thú vị. Mình chơi với mình còn chơi vui như vậy được sao? Tân Hỏa lẩm bẩm trong miệng nói: Việc mà Phong Vô Ký mất mấy chục năm mới làm được, mà ta chỉ cần 2 tháng. Công hiệu của thánh dược hoa sen đúng là phi phàm, xứng đáng với 2 chữ thánh dược. Đáng tiếc dược lực trong cây thánh dược này đã mất hơn nửa rồi. Trung Nhạc nhìn cây thánh dược hoa sen đã có phần ảm đạm. Công hiệu chính của cây hoa sen này là hấp thu linh của nghìn thần nghìn ma, biến thành dược lực nuôi thánh linh. Phần lớn dược lực của thánh dược cung cấp cho thánh linh nên số còn lại cũng không nhiều. Dược lực còn lại giờ lại bị hắn hấp thu hơn nửa. Thánh dược còn lại Trung Nhạc quyết định không đụng tới nữa. Thuần Dương Lôi ở nơi này đã không còn tác dụng tu luyện là bao đối với hắn, phải lên cao hơn mới có tác dụng. Ở trên cao Thuần Dương Lôi đỉnh sẽ mạnh hơn, uy lực lớn hơn, nhưng không giúp hắn tiến bộ kinh người như trước nữa. Vì thế Trung Nhạc định dừng lần tu luyện này ở đây. Linh dược còn lại vẫn nên giữ lại để phòng lúc nguy cấp thì hơn. Dù sao bất tử chi thân của ta chỉ mới có chút thành tựu nhỏ, còn chưa hoàn chính. Nếu gặp nguy hiểm thì thánh dược hoa sen này mới là tuyệt chiêu cứu mạng. Trung Nhạc cất thánh dược đi, từ trên đáp xuống trở về kiếm môn. Lần tu luyện này hắn nhận được thành tựu quá lớn, không những đột phá linh thể cảnh tiến lên nguyên đan cảnh, tu thành nguyên đan, mà trong nguyên đan còn có một sợi thuần dương chi khí. Nhục thân nguyên thần của hắn cũng được tăng cường ở mức kinh người, thực lực có bước nhảy vọt vượt trội. Quan trọng hơn là nhục thân và nguyên thần của hắn còn có thuần dương khí tức, hơn nữa còn chạm tới điểm mấu chốt mở vòng luân hồi thứ 6, huyết bạch luân huyết mạch bí cảnh. Không những vậy, hắn còn dựa vào thánh dược luyện bất tử chi thân và hóa sinh huyền công có được thành tựu nhỏ, lục mục yêu thiểm chi linh luyện thành nguyên đan. Hơn nữa hắn còn dùng máu thịt xương cốt của mình luyện thành hóa thân Long Nhạc. Từ sau Long Nhạc và Trung Nhạc tách rời có thể cùng xuất hiện sẽ không gây nghi ngờ gì nữa. 2 tháng này hắn tu luyện, trưởng lão, đường chủ, đệ tử trên dưới kiếm môn liên tục vào bí cảnh kiếm môn chiêm ngưỡng vị thần kia, lịch luyện thám hiểm, tìm hiểu kỹ càng cấu tạo của tòa bí cảnh này. Có người cuối cùng cũng phát hiện được truyền thừa của vị thần này nằm trong vùng đại hải là 9 tấm gương sáng. Đứng trước tấm gương sẽ bước vào một vùng huyễn cảnh, trong huyễn cảnh có đồ đằng trận pháp, phá vỡ đồ đằng trận pháp là sẽ có được một phần truyền thừa. Trong mỗi tấm gương chứa một phần của công pháp hoàn chỉnh, chỉ khi thông qua được 9 tấm gương mới học được toàn bộ truyền thừa. Truyền thừa này là thủy hệ công pháp có tên Phù Sinh Cửu Thương Quyết, khá tinh diệu, không hề thua kém Yêu Thần Minh Vương Quyết. Nhưng tới giờ vẫn chưa ai phá giải được 9 huyễn cảnh trong 9 tấm gương. Phần lớn các luyện khí sĩ chỉ qua được 1-2 huyễn cảnh, còn có người không qua nổi ải đầu tiên. Đặc biệt là người tu vi càng cao thì càng vượt qua khảo hạch của huyễn cảnh. Mấy vị trưởng lão tu vi cao nhất kiếm môn bị giữ chân ở ải đầu tiên, kêu rời mất hết thể diện. Còn mấy tiểu bối thì thông qua 6 ải đầu được cao tầng chú ý và coi trọng, định trọng điểm bồi dưỡng cho họ. Khâu Cấm Nhi cũng vào trong bí cảnh nhưng chỉ qua được ải thứ 6 là bị loại. Khi Trung Nhạc tới, nghe nói môn chủ Quân Tư Tà đã phá giải được ải thứ 8, đang phá huyễn cảnh trong tấm gương thứ 9. Quân Tư Tà là thủy diệu linh thể, nếu nói có người phá giải được Phù Sinh Cửu Thương Quyết thì cũng chỉ có nàng mà thôi. Yêu Thần Minh Vương Quyết của Sư Bất Dịch không hoàn chỉnh, nếu quân sư tỷ có được Phù Sinh Cửu Thương Quyết hoàn chỉnh thì thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt qua Sư Bất Dịch. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cùng đi tới bí cảnh kiếm môn chiêm ngưỡng di thể vị thần canh mộ kia. Trung Nhạc nói: Lần này Sư Bất Dịch bị phá hủy chân thân Yêu Thần Minh Vương, cho dù có thoát chết thì muốn quay lại cũng cần có thời gian. Quân sư tỷ có cơ hội vượt qua hắn rồi. Cuộc đời như giấc mộng Phù Sinh Cửu Thương, đây chính là tổng kết trong công pháp của vị thần này. Khâu Cấm Nhi nói: Muội thông qua 6 ải lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý trong đó. Công pháp của nàng ấy mang ý cảnh rất kỳ diệu,
nhưng muối là mộc diệu linh thể, không hiểu hết được đồ đằng trận pháp thủy hệ. Nàng ấy ở đây chính là vị thần canh mộ, là một vị nữ thần, không biết là chủng tộc gì. Người đó sinh động như thật, có một loại ý cảnh huyền diệu bao quanh của nàng, rất dễ khiến người ta rơi vào trạng thái ngộ đạo. Ở đây có không ít đệ tử vây quanh nữ thần này để tu luyện rồi tham ngộ. Trung Nhạc đứng bên cạnh vị nữ thần đó, tỉ mỉ cảm ngộ ý cảnh. Một lúc sau, hắn cũng lắc đầu. Phù sinh kiểu thương, nhu tình tựa nữ tử, khéo léo huyền chuyển mà thành tựu thần vĩ, khác với con đường của ta. Đột nhiên một giọng nữ tử truyền tới cười nói: dám hỏi đường của Trấn Phong đường chủ là con đường như thế nào vậy? Trung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, mặt biển nổi sóng lớn, tách ra hai bên. Quân Tư Tà từ dưới nước bay lên, tà váy xanh phấp phới tựa làn sóng, chậm rãi bước trên ngọn thần sơn ở dưới biển, tiến vào thần miếu nguy nga, tới bên dưới nữ thần canh mộ. Làn gương thổi tới, khí độ hiện nay của Quân Tư Tà không phải tiểu gia Bích Ngọc hay đại gia Khuê Tú, mà mang một sự uy nghiêm của môn chủ kiếm môn. Đó là khí độ khí chất của người thống lĩnh hàng ngàn luyện khí sĩ bảo vệ nhân tộc ở 10 vạn dặm đại hoang. Tuy nàng là thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng người ta thấy trước tiên không phải sự xinh đẹp mà là phong thái hơn người của nàng. Trung Nhạc tâm thần khẽ dao động, nhớ lại lần đầu gặp Quân Tư Tà ở Đại Nguyên Hoang Địa. Hắn đã bắt vị môn chủ này ăn thịt trâu sống, còn đánh ngất nàng ấy, hơn nữa còn cởi áo của nàng để hút máu độc. Nhưng việc này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Giờ Quân Tư Tà là môn chủ, còn giữ trong tay thần binh của kiếm môn, đại quyền ở trong tay, thế gian này không còn nhiều người có thể gây thương tổn tới nàng được nữa. Trấn Phong đường chủ đang nghĩ gì vậy? Quân Tư Tà tò mò hỏi. Trung Nhạc gạt đi những suy nghĩ dư thừa, liền cười nói: con đường của ta là cương dũng mãnh tiến, gặp núi rời núi, gặp biển lấp biển. Phù sinh kiểu thương quyết không thích hợp với ta, nhưng hợp với môn chủ. Môn chủ thống lĩnh nhân tộc đại hoang phải chiếu cố tới tộc nhân, có thể chuyển hướng, có thể rút lui, rẽ 18 đường thì cuối cùng vẫn phải tiến lên. Đó mới là những điều môn chủ nên làm. Quân Tư Tà gật đầu, trong lòng có chút cảm xúc. Trung Nhạc lên tiếng hỏi: môn chủ từ biển ra, lẽ nào đã thăm ngộ được 9 tấm gương sao? Đã học được phù sinh kiểu thương quyết rồi sao? Quân Tư Tà mỉm cười nói: ta vốn định truyền cho ngươi, nhưng ngươi đã nói không hợp thì thôi vậy. Cấm Nhi sư muội, ta truyền thụ phù sinh kiểu thương quyết cho muội, ngươi tu thành nguyên đan rồi sao? Nàng không khỏi kinh ngạc, nhìn Trung Nhạc từ đầu xuống chân, thấy khó mà tin nổi. Trung Nhạc tu thành nguyên đan, không hề che giấu khí tức của mình. Nàng lập tức nhìn thấy khí huyết của hắn tụ lại, pháp lực ngưng tụ thành một điểm, đã đạt tới trình độ tính mệnh song tu. Trong thời gian ngắn như vậy đã tu thành nguyên đan, đúng là khiến cho nàng giật mình. Trung Nhạc gật đầu cười nói: à, ta cũng mới tu thành nguyên đan. Không, không đúng. Quân Tư Tà sắc mặt ngưng trọng nói: tu vi của ngươi thâm hậu, không giống mới tu thành nguyên đan, mà giống như cao thủ đã mười mấy năm rồi vậy. Chẳng trách trước kia Thủy Trưởng lão nghi ngờ ngươi là thần ma chuyển thế, giờ đến ta cũng phải tin. Khâu Cấm Nhi tim khẽ run lên thầm nghĩ: trước kia sư ca nói huynh ấy là thiên đế chuyển thế, còn nói ta là ái phi chính đời của huynh ấy, lẽ nào là thật sao? Thiếu nữ này trong lòng vừa thấy hoảng hốt vừa thấy ngọt ngào, chỉ nàng mới hiểu được cái tư vị ấy. Trung Nhạc cười nói: môn chủ đại tự tại kiếm khí ngươi còn chưa học hết được. Cấm Nhi sư muội tuy đã học hết đại tự tại kiếm khí, thế nhưng chưa có được sự tinh túy. Hai ngươi đừng làm chuyện gì khác vội, học đại tự tại kiếm khí đã rồi tính. Hai người gật đầu rời khỏi bí cảnh trở về Kim Đỉnh. Trung Nhạc giải đáp những điều khó hiểu ảo diệu về đại tự tại kiếm khí cho hai người họ. Từ trong cơ thể chốc chốc lại có kiếm khí bay ra. Hai người họ thỉnh thoảng lại lên tiếng hỏi những điều mình còn chưa hiểu. Trung Nhạc trong quá trình thăm ngộ đại tự tại kiếm khí cũng có những điều không biết giải đáp ra sao. Cũng may có hai nữ tử này là Thủy Diệu Linh Thể và Mộc Diệu Linh Thể, ba người cùng nghiên cứu tìm hiểu được rất nhiều điều tinh diệu của đại tự tại kiếm khí. Trí tuệ của ba người cộng lại có thể nói là vô địch. Đại tự tại kiếm khí tuy thâm thúy, thế nhưng với họ thì không còn quá khó khăn nữa. Chỉ là Khâu Cấm Nhi thấy Quân Tư Tà tuy là môn chủ, nhưng trước mặt Trung Nhạc vẫn thỉnh thoảng lộ ra vẻ tiểu nhi nữ, thì trong lòng có chút hụt hẫng, nàng chỉ không nói mà thôi. Quân Tư Tà cũng nhận ra Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rất thân thiết, trong lòng cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Ba người nghiên cứu thấu triệt đại tự tại kiếm khí,
mỗi người thi triển ra lại có điểm khác biệt. Đại tự tại kiếm khí của Khâu Cấm Nhi nhu tình tựa thiếu nữ, giống như tơ tằm dệt thành tấm lưới, vô cùng linh hoạt. Đại tự tại kiếm khí của Quân Tư Tà lúc thì đại khí hùng hồn, lúc thì lại uyển chuyển nhu tình, vừa có khí phách môn chủ, vừa có sự đa tình của thiếu nữ. Đại tự tại kiếm khí của Trung Nhạc thì biến hóa khó lường, lúc giống như cầu vồng trên cao, lúc lại như mưa trong sân cốc, lúc lại như lửa thiêu không gian, không có kiếm chiêu cố định. 1.000 người sẽ có 1.000 loại đại tự tại, kiếm khí thể hiện ra đương nhiên cũng khác nhau. Quân Tư Tà lại giảng giải về phù sinh kiểu thương quyết cùng họ nghiên cứu. Trung Nhạc nghe một lúc, đúng là nó khác với con đường của hắn nên không nghiên cứu thêm nữa. Con đường không hợp, cưỡng ép cũng chỉ phí thời gian. Với thực lực của ta hiện giờ, nếu vào tiểu hư không thì không biết sẽ xếp hạng mấy trên thần thoại bảng đây. Trung Nhạc rời khỏi Kim Đỉnh trở về Trấn Phong Đường, hắn nghĩ bụng. Giờ căn cơ và thực lực hiện tại của ta đã thâm hậu hơn trước rất nhiều, chắc chắn có thể tiến thêm vài hạng. Nhưng đuổi theo tên biến thái Phong Hiếu Trung thì chắc chắn vẫn chưa được. Nhưng lần này kiếm môn đại biến, đệ tử Trọng Lôi thần tộc và U Tuyển Nhị lão và họ đưa tới đều chết ở kiếm môn. Có lẽ ta khó lòng mà tới Nam Hoang được nữa rồi. Trấn Phong Đường chủ, ngài có thư. Trung Nhạc vừa về đến Trấn Phong Đường thì nghe bên ngoài có tiếng của tiến sứ. Đi ra thì thấy một vị đệ tử kiếm môn tay cầm một chiếc diều giấy cung kính đứng bên ngoài. Diều giấy kêu lên: thư này chỉ được giao cho Trấn Phong Đường chủ mở. Thư này chỉ được giao cho Trấn Phong Đường chủ mở. Ồ, thần thông này thật thú vị. Trung Nhạc nhận lấy chiếc diều mang vào trong Trấn Phong Đường, quan sát một lượt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thấy chiếc diều bay lên, bay quanh hắn mấy vòng, phát hiện không có ai khác thì nó bốc cháy, ngọn lửa lưu chuyển biến thành một thiếu nữ ngọt ngào, thánh khiết cười nói: Trung sư huynh, ta đợi ngươi ở Thiên Nha lĩnh phía đông đại hoang, ngươi đừng quên. Chiếc diều cháy thành tro, thiếu nữ kia cũng biến mất. Thiên Ma Phi sao? Trung Nhạc trầm ngâm: ma nữ này tìm ta làm gì đấy? Trung Nhạc chau mày, nhớ lại giao dịch của mình với Thiên Ma Phi, hắn thầm nghĩ bụng: hiện tại mới có nửa năm, chắc không phải nàng ta không chờ được nữa muốn mưu sát thân phu đấy chứ. Thân phu ở đây đương nhiên không phải nói Trung Nhạc, mà là Ma Thánh, người chồng còn chưa hồi sinh của Thiên Ma Phi. Ma Thánh người còn sống chắc là một vị ma thần rất mạnh, chắc chắn lợi hại hơn nhiều Thiên Tượng Lão Mẫu, nếu không sẽ không được gọi với chữ thánh. Những đối tượng như thế này cơ bản đều là thần ma cấp lão tổ tông, sức ảnh hưởng của hắn trong ma tộc chắc cũng rất lớn, nếu không đã không thể nào chết đi lại có người tuyển phi cho hắn, hơn nữa lại là nữ tử xinh đẹp như Thiên Ma Phi như vậy. Muốn giết hắn sẽ khó tới mức nào đây? Ban đầu Trung Nhạc nói giết Ma Thánh cũng chỉ là kế hoãn binh, ý định thực sự của hắn là đợi khi hắn thành thần rồi, ít nhất là thành cự phách, sẽ thực hiện lời hứa. Không ngờ Thiên Ma Phi giờ đã tìm tới rồi. Không phải nàng ta cho rằng thực lực hiện tại của ta có thể giết được Ma Thánh đấy chứ? Trung Nhạc lắc đầu, Thiên Ma Phi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nhưng lần này hắn không thể không đi, nếu không Thiên Ma Phi sẽ cho rằng hắn thất hứa, sẽ cùng Ma Thánh tới giết hắn, vậy thì không thể thu dọn cục diện được nữa. Trung Nhạc rời khỏi Trấn Phong Đường, sau lưng xuất hiện đôi cánh kim ô biến thành dải cầu vòng hoa lệ, bay về hướng Thiên Nha lĩnh phía đông đại hoang. Hắn di chuyển một cách từ tốn nhưng tốc độ cũng rất kinh người. Sau khi tu thành Nguyên Đan, tốc độ của hắn lại được tăng lên, đi đường bình thường có thể nâng tốc độ lên tới gần với tốc độ âm thanh, cho dù là di chuyển trong thời gian dài cũng không thấy mệt. Thiên Nha lĩnh nằm ở biên giới phía đông đông hoang, với tốc độ hiện tại của hắn cũng phải mất một ngày một đêm đi liên tục không nghỉ mới tới nơi được. Thiên Ma Phi chọn nơi này có lẽ là sợ Tứ Minh Thú trên kiếm môn Kim Đỉnh nhìn thấy, dù sao nàng ta cũng là ma tộc, nếu vào đại hoang có lẽ sẽ bị các luyện khí sĩ khác bao vây tấn công. Tới ngày hôm sau, Thiên Nha lĩnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Trung Nhạc giảm tốc độ, nhưng phía trước có kim quang chói lòa, bạch vân lững lờ trôi, kim quang nhảy múa trên tầng mây giống như kim long bay lượn. Bên trong biển mây bao la là một ngọn núi hùng vĩ, đây chính là Thiên Nha lĩnh, cũng là một thắng địa của đại hoang. Chỉ là đại hoang có vùng địa dễ thủ khó công, nhưng cũng khó ra ngoài, nhân tộc yếu thế. Thiên Nha lĩnh này tuy là thắng địa nhưng cũng không có luyện kỵ sĩ trấn thủ ở đây. Trung Nhạc thu đôi cánh kim ô sau lưng lại, tiến về phía trước, chân bước lên đám mây, phong thái xuất trần. Thiên Nha lĩnh càng ngày càng gần hơn,
Đột nhiên trên đỉnh núi bắn ra một cây cột khói đen, ma khí đậm đặc vù vù mấy tiếng tới trước người Trung Nhạc. Cột khói đột nhiên biến thành một con ma long đen xì, há mồm cắn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc búng tay, ma long giống như bị trúng trọng kích, cái đầu rồng khổng lồ như bị một bức tường lớn đè xuống, biến thành một miếng bánh dẹt. Tiếp đó là thân người, thân rồng dài ngoằng bị đẩy lùi liên tiếp. Trong nháy mắt, thân hình dài mấy trượng đã tan thành mây khói. Khói mà ma khí biến thành giống như ngón tay, một ngón tay thẳng dài tới mấy dặm chỉ về Thiên Nha Lĩnh. Với cái đà này, người kia trên Thiên Nha Lĩnh chắc chắn bị một chỉ này ấn cho tan nát. Nhưng lúc này, trên Thiên Nha Lĩnh, một viên nguyên đan bay lên. Trung Nhạc dùng ngón tay biến từ ma khí đập vào viên nguyên đan, liên tục hóa thành khói ma chui vào trong nguyên đan. Nguyên đan tỏa ánh sáng màu đỏ quỷ dị, bên trong nguyên đan có một thiên ma phi mũ lợn ở trong đó. Nguyên đan rơi xuống đáp giữa hai cánh môi của vị thiếu nữ thánh khiết như băng tuyết kia. Thiếu nữ khẽ hé môi ngậm lấy nguyên đan. Trung sư huynh, một ngón búng ra, khí tượng vạn thiên, tu vi tiến bộ thật kinh người. Sau lưng thiên ma phi xuất hiện ngũ luân ngưng tụ vòng quanh. Thiếu nữ kia nở nụ cười giống như mùa xuân tới, hoa nở trên trời mây lập tức xóa bỏ hoàn toàn sự lạnh lẽo băng tuyết trước đó. Nàng từ xa cười nói: "Thiếp thần vốn tưởng mình tu thành nguyên đan là có thể ra oai với ngươi, không ngờ ngươi vẫn hơn một bậc." "Sao? Vu Lan phiêu hương chân kinh ngữ." Trung Nhạc nhìn hoa trên tầng mây lộ sự kinh ngạc, hoa tươi bay lượn lưu động giữa những tầng mây vô cùng mỹ lệ. Hắn tiến về phía thiếu nữ trên Thiên Nha Lĩnh thì thấy hoa chuyển động dưới chân hắn. Trung Nhạc đi hai bước thì thấy thiên ma phi còn cách mình vài dặm, không hề gần lại chút nào. Hình dạng của những bông hoa kia thật cổ quái, nhị hoa như những ngón tay. Khi hắn bước đi, nhị hoa lay động như muốn bắt lấy hắn vậy. Trung Nhạc nheo mắt nhìn, thấy những cánh hoa tươi tắn kia vẫn là hoa tươi, rõ ràng lại là các oan hồn. Những gương mặt biến dạng, thân hình méo mó đang thò tay về phía hắn. Biển mây kia giống như một bồn hoa khổng lồ, chôn hắn giữa những bông hoa này làm phân bón. "Thiên ma phi, ngươi lại nghịch ngợm rồi." Trung Nhạc cười ha hả, tiếng cười vang vọng như tiếng trống. Hoa trong mây vỡ vụn, biển mây đột nhiên tan biến, biến thành mưa lớn đổ xuống. Hắn bước chân ra tới Thiên Nha Lĩnh, đối diện với thiên ma phi, hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Thiên ma phi giật mình thối lui, mặt hơi đỏ lên. Trung Nhạc nhàn nhã nói: "Ái phi, lần trước trong tiểu hư không ngươi bị ta đánh chết, lẽ nào còn chưa chịu khổ đủ sao? Giờ tu thành nguyên đan lại muốn gây rối nữa hay sao?" Thiên ma phi trợn mắt, rất ra dáng nữ tính, ngọt ngào nói với hắn: "Nếu ngươi giúp thiếp thân giết trượng phu của ta thì thiếp thân làm ái phi của ngươi cũng không sao cả. Trung đại giang gia, ngươi một thân nam tử khí khái tốt hơn nhiều so với trượng phu chết toi kia của thiếp thân." Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, hắn nói câu ái phi chỉ là trêu chọc, giả vờ làm lưu manh, không ngờ nữ ma đầu này lại còn lưu manh hơn, trêu ngược lại hắn. Nhưng thiên ma phi nói gì mà giết ma thánh xong làm phi tử của hắn thì Trung Nhạc vạn lần không tin. Ma nữ này giết được ma thánh thì đương nhiên cũng có thể giết hắn. Ma nữ vô cùng giàu hoạt, trong tiểu hư không chưa thi triển hết sức, thà bị hắn đánh chết cũng không để lộ ra thực lực, có thể thấy nàng ta rất có dã tâm. Thiên ma phi chính là con ngựa cái, không muốn bị lắp yên cương, khó lòng thần phục. Muốn cưỡi lên người nàng ta phải cẩn thận bị nàng hất xuống dẫm chết. Trung Nhạc cười: "Ái phi, nàng có chút hơi vội vàng rồi. Với thực lực của ta hiện giờ, lẽ nào lại là đối thủ của ma thánh được? Ma thánh là lão tổ của ma tộc, cho dù đã chết thì linh của hắn vẫn không thể giải quyết được. Chi bằng nàng hãy đợi thêm vài năm nữa đi, khi ta thành thần rồi sẽ có thể giết được ma thánh." Thiên ma phi thở dài u oán nói: "Một thời gian trước ta đã nhận được tin tên trượng phu chết toi kia đã hồi sinh rồi." "Sao? Cái gì?" Trung Nhạc giật mình: "Ma thánh hồi sinh rồi sao?" "Hắn hồi sinh rồi, ma tộc ta có một vị thiếu niên thiên tư cường hãn tên là Diêm La Ma, rất nổi bật, cũng như ngươi vậy, bị hắn cướp xác rồi." Thiên ma phi thở dài nói: "Ta vốn tưởng phải vài năm nữa hắn mới hồi sinh, các lão quái vật khác trong ma tộc cũng nghĩ như vậy, ai ngờ hắn đúng là giàu hoạt, không cẩn thận một chút là hắn đoạt xác của Diêm La Ma. Các lão quái vật ma tộc ta cũng không muốn để cho hắn hồi sinh, chuẩn bị phá hoại đại kế hồi sinh của hắn ta, nhưng hắn đã nhanh trước một bước, ta không còn cách nào, đành phải tìm ngươi.
Nếu hắn biết gian tình giữa ta và ngươi thì chắc chắn hắn sẽ đánh chết ngươi đấy. Thiếu nữ kia ra vẻ đáng thương nhìn Trung Nhạc, kiểu như gian tình giữa hai ta bị bắt ngay tại giường vậy. Trung Nhạc nhìn coi như không thấy, lắc đầu nói: nếu mà thánh hồi sinh thì càng không thể bây giờ đã đi giết hắn được. Với thực lực của ta chỉ e rằng vẫn không phải đối thủ của hắn ta, vẫn nên đợi thêm vài năm nữa đi. Không, không thể đợi nữa rồi. Nếu hắn không hồi sinh, vẫn không thể giết được hắn. Dù sao ma tộc ta vạn dân tế tử là hắn có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong, không thể hạ thủ. Còn hắn hồi sinh thì đã cho chúng ta cơ hội giết hắn. Thiên Ma Phi xóa bỏ ngay hình tượng tiểu nữ nhi vừa rồi, quyết đoán nói: hắn đoạt xác của Diêm La Ma, có nhục thân của Diêm La Ma, tu vi thực lực vẫn là của Diêm La Ma, chúng ta có thể giết hắn được. Trung Nhạc lắc đầu: cho dù hắn hồi sinh, cũng có lê dân bá tánh tế tự liên tục, muốn giết hắn rất khó khăn. Người có cách giết hắn đúng không? Thiên Ma Phi cười khanh khách nói: người đã giết Thiên Tượng Lão Mẫu đúng không nào? Thiên Tượng Lão Mẫu cũng là ma thần, người giết được Thiên Tượng Lão Mẫu thì cũng giết được ma thánh thôi. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi nói: tại sao người biết Thiên Tượng Lão Mẫu chết trong tay của ta vậy? Thì tin tức của Phong Vô Ký đã chuyển tới ma tộc ta rồi, nói Thiên Tượng Lão Mẫu là bị người giết. Giọng nói của Thiên Ma Phi dịu lại, người cũng mềm đi, tiến lại treo lên người của Trung Nhạc. Chỉ cần người giết được ma thánh thì người ta là của ngươi rồi. Thần hoàng năm đó có ai là không lấy nữ tử ma tộc, chính là vì thần hoàng cũng biết nữ tử ma tộc ta có rất nhiều mùi vị. Trung Nhạc về mặt không hề thay đổi, đột nhiên nói: ta cần phải biết công pháp của ma thánh và Diêm La Ma. Thiên Phi nhíu mày nói: công pháp của Diêm La Ma thì ta không biết, của ma thánh thì ta biết một chút. Công pháp của hắn rất đa dạng, ma tộc ta có tất cả 8 bộ, 8 bộ thánh tộc có bắt đại ma công đều được lĩnh ngộ từ công pháp của hắn ta. Mỗi môn công pháp đều có thể tu thành ma thần. Ma công của hắn ta không biết nhiều, chỉ biết công pháp phiến diện. Cho dù truyền thụ cho ngươi hay ta không cùng tộc, ngươi cũng không thể tu luyện được. Trung Nhạc cười nói: có tu luyện được hay không là chuyện của ta, ngươi chuyển công pháp của hắn cho ta là được. Thiên Ma Phi nhìn hắn không chớp mắt, nói từng chữ: ta chuyển cho ngươi, ngươi giúp ta giết hắn sao? Trung Nhạc gật đầu. Thiên Ma Phi sắc mặt sáng tối bất định, nghiến răng nói: được, giờ chúng ta xuất phát tới Bát Hoang. Trên đường đi ta sẽ chuyển công pháp của ma thánh mà ta biết cho ngươi. Bát Hoang sao? Trung Nhạc ngạc nhiên. Thiên Ma Phi giải thích: 8 bộ thánh tộc hải ngoại chúng ta, những nơi sinh sống được chia làm Bát Hoang, mỗi một thánh tộc chiếm cứ một nơi. Công pháp của ma thánh được gọi là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, mỗi thánh tộc có được một phần. Nghe nói 8 bộ thánh tộc tập hợp công pháp lại chính là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh, chỉ là chưa từng có ai thành công. Nàng ta thế ra một con thuyền, hai người lên thuyền rồi đi về Đông Hoang. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.